Dạ, rồi, ban tổ chức, rồi, dạ, xin cảm ơn, thưa với cả nhà, dạ, con giới thiệu sơ qua một tí, dạ, xin phép thầy cho con giới thiệu sơ qua một tí là cái cơ duyên, dạ, cơ duyên con biết đến thầy thì nó cũng có là một cái câu chuyện dài, đó là trước đây con nghe tiếng của thầy, rồi tên tuổi của thầy, rồi con cũng đọc được những cái cuốn sách, nhất là Minh Triết trong Em Muốn Phương Đăng Mắt, rồi có cái chương Ngồi Nhìn Anh. Thì con cảm thấy đây là cái mình đã gặp được một cái tâm hồn tri kỷ rồi, và mình ước ao làm sao để mình Vâng, có thể xin gặp cái người. chào tất cả các bạn. Xin chào. À, thầy ơi, thầy ơi, thầy có nghe được không ạ? Tôi rất Thầy vui nghe được mừng hôm nay được nói chuyện với các bạn ở một cái trung tâm dưỡng sinh rừng gọi. Tôi nghe thấy rừng gọi, tôi có cảm xúc đặc biệt bởi vì từ còn nhỏ tôi ở trong rừng và với tôi rừng gọi gần như là quê hương gọi. Vậy hôm nay nói chuyện các bạn, tôi cảm thấy rất vui mừng. Theo yêu cầu của ban tổ chức là hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề nhịn ăn. Có nhẽ nhịn ăn là một vấn đề mà ít người được nghe tới. Thực ra thì nó là một vấn đề rất cũ, rất phổ biến. Nhưng mà cái nền văn minh hiện đại quá nhấn mạnh đến hưởng thụ. Người ta luôn luôn khuyến khích ăn nhiều, uống nhiều, ăn ăn bổ, uống bổ. Cho nên nói đến nhịn ăn là cái nó lạ lắm. Mà thực ra nhịn ăn quan trọng vô cùng. Nhịn ăn có thể chữa được tất cả mọi bệnh. Đấy. Thế thì tôi xin trình bày về cái nội dung hôm nay như thế này. Thứ nhất là lược sửa về vấn đề nhịn ăn. Có thể nói cái hiện tượng nhịn ăn rất phổ biến trong tự nhiên. Phổ biến lắm. Các cái con vật ở vùng ôn đới khi nó ngủ đông là nó nhịn ăn mấy tháng cơ. Động vật ở sa mạc khi nó ngủ hè nó cũng nhịn ăn, và con vật bị ốm bị thương thậm chí bị gãy chân gãy tay gì đó thì nó bỏ ăn luôn. Đấy. Bị ốm bị thương là bỏ ăn liền, người ốm thì không muốn ăn, đó là vết tích từ cái loài vật đó là gì, ốm là không ăn. Nhưng mà chúng ta thì cứ ép ăn mãi cho nên người ốm của ta chỉ có là không muốn ăn thôi. Đấy. Ép mãi mới ăn. Đấy. Đó là cái phản xạ rất tự nhiên của cơ thể mọi sinh loài. Nhịn ăn thì bệnh mau lành, cho nên là trở thành phương pháp chữa bệnh. Và nhịn ăn chữa bệnh thì đầu tiên xuất hiện ở Ấn Độ, sau đó lan sang Hy Lạp, rồi Ai Cập và ra khắp thế giới. Đông phương học tổng kết, phục dược bất như giảm khẩu, tức là uống thuốc không bằng nhịn ăn. Lợi ích to lớn như thế cho nên áp dụng rất rộng rãi, nhưng mà nền văn minh vật chất hiện nay và đặc biệt của y khoa hiện đại thì quá đề cao việc ăn uống nhiều, cho nên là gì, vấn đề nhịn ăn ngày càng lu mờ đi và thậm chí bị quên lãng. Rất nhiều người khi nói đến nhịn ăn thì họ sửng sốt. Có rất nhiều người đến với chúng tôi bệnh nặng lắm, tôi nói về nhịn ăn chữa bệnh họ sửng sốt lên. Nhưng mà rồi nhịn ăn mấy ngày xong họ thấy ở đúng tuyệt vời thật, tuyệt vời quá đáng. Và có những người hết đợt nhịn ăn rồi bảo ăn lại đi thì họ năn nỉ xin được nhịn ăn thêm nữa. Đấy, vấn đề là như thế. Thực ra cái nhịn ăn nó hay vô cùng. Tôi hôm nay sẽ trình bày cùng với các bạn khoa học về vấn đề nhịn ăn như thế này. Khi bị bệnh thì toàn bộ năng lượng tập trung vào đào thải độc tố để phục hồi sức khỏe, chứ không cung cấp năng lượng cho quá trình tiêu hóa đâu. Đấy. Cho nên là cái quá trình tiêu hóa hấp thụ dinh dưỡng là ngừng. Vì vậy cho biểu hiện bên ngoài là biếng ăn, hơi thở hôi, buồn nôn, nôn để đẩy thức ăn ra nếu chúng ta đưa vào. Nếu ăn thì sẽ bị bí bích, rất khó chịu, nôn mửa và thậm chí là tiêu chảy. Dạ. Thức ăn Dạ. không tiêu sẽ lên đen thối, đầu độc hoặc tăng nhiệt độ, khó chịu. Người rất khó chịu, bần thần, kỳ lạ lắm. Nhưng mà nếu biết mà nhịn ăn ngay từ khi vừa mới xuất hiện triệu chứng thì các biểu hiện cấp tính đều bị chặn lại, người chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Bị cảm cúm chỉ cần nhịn ăn 2 ngày bảo đảm khỏi. Viêm phế quản nhịn ăn 3 ngày chắc chắn khỏi. Tôi đã từng nói rất nhiều lần ở rất nhiều nơi rằng những người bị cảm cúm nhịn ăn đúng
hai ngày nếu không khỏi đến đây cứ chặt đầu tôi đi. Bị viêm phế quản, nhịn ăn đúng 3 ngày mà không khỏi, cứ đến chặt đầu tôi. Nhưng mà từ ngày đó đến giờ hơn 10 năm rồi, chưa thấy ai cầm dao đến chặt đầu tôi cả, mà toàn gọi điện đến cảm ơn rồi. Nhịn ăn nó tạo ra sức đề kháng phi thường đối với các bệnh, đặc biệt là các bệnh dị ứng, mẩn ngứa, bệnh ngoài da. Tôi có cái bớt ở đây, bớt từ bẩm sinh to này này. Thế mà tôi nhịn ăn mấy lần nó hết lúc nào không biết, bớt bẩm sinh nhá, chứ không phải là mụn đấy. Cho nên mẩn ngứa rồi dị ứng mà nhịn ăn thì tuyệt vời vô cùng. Với các bệnh mãn tính, các phương pháp chữa khác rất lâu, khó khỏi lắm, nhưng mà nhịn ăn là cái cách chữa đơn giản nhất, kết quả nhanh chóng nhất và cũng là bền vững nhất. Nhịn ăn cơ thể được nghỉ ngơi, tẩy độc, tăng cường sinh lực, nên chữa các bệnh phong, lao, tiểu đường, ung thư tốt nhất. Tôi vẫn nói là bệnh ung thư là bệnh mà Tây y ghi vào nó là, ghi vào trong danh sách là cái bệnh mà con người phải chung sống với suốt đời với nó. Tôi thì tôi nói là bệnh ung thư là bệnh không đáng dùng tự chữa. Tôi chả chữa gì hết cả. Cứ đến nhịn ăn là khỏi. Đấy. Hoặc là ăn đúng là khỏi thôi. Đại khái như vậy. Mắc thêm bệnh mới. Điều chú ý điều này. Trong khi chúng ta nhịn ăn không bao giờ mắc thêm bệnh mới, mà các bệnh cũ khỏi hẳn, các bệnh phụ cũng biến mất. Nếu như hãn hữu có trường hợp là có những người chết trong khi nhịn ăn, rất hiếm khi có thôi, thì có thể nói một cách chắc chắn rằng cái bệnh đó là có từ trước đấy, từ trước khi nhịn ăn, mà thời gian nhịn ăn còn quá ngắn, chưa đủ để mà chữa nó. Nếu tầm bổ hoặc là chữa trị thì cũng sẽ chết, và thậm chí còn chết sớm hơn. Có nói là, có thể nói là nếu mà nhịn ăn mà chết thì là còn là muộn, so với các phương pháp còn chết sớm hơn nữa. Để cái đó nói lên gì, tác dụng của nhịn ăn tuyệt vời vô cùng. Nếu mà nhịn ăn sớm nữa thì có thể còn cứu được. Ta nói đến vì sao mà nhịn ăn hay như vậy, bởi vì chúng ta xét đến cái khả năng tự nhiên của cơ thể. Cơ thể có khả năng kiểm soát rất tự nhiên, rất tuyệt vời. Khi nhịn ăn, cơ thể phân phối tiêu thụ các chất dự trữ một cách rất khôn ngoan, rất khôn ngoan, rất tinh tế. Người ta làm thí nghiệm như thế này: chia động vật thí nghiệm ra hai lô, một lô thí nghiệm và một lô đối chứng. Các con vật là đồng đều nhau về số lượng cũng như chất lượng. Đấy. Thế thì lô đối chứng là để cho nó, lô đối chứng là để cho nuôi bị, là đem giết ngay để phân tích từng bộ phận mật: não bao nhiêu, tim bao nhiêu, gan bao nhiêu, thận bao nhiêu, ruột bao nhiêu, cơ bắp bao nhiêu, xương bao nhiêu, da bao nhiêu, vân vân và vân vân. Còn lô thí nghiệm là người ta cứ để cho nó nhịn ăn, trong khi nó chết thì bắt đầu mới mổ ra phân tích. Khi con vật chết thì mổ ra phân tích, và người ta rất ngạc nhiên rằng là não không hề giảm đi 1 gram nào cả. Thứ hai là tim giảm ít nhất, các bộ phận khác thì giảm từ 30-70%, bạc nhạt và mỡ thì tiêu hoàn toàn, không còn tí nào cả. Thậm chí nếu bị thiếu máu, hồng cầu từ 1,5 triệu nhịn ăn 12 ngày thì lên 3,2 triệu. Sắc tố máu từ 55% nhịn ăn 12 ngày thì tăng lên 85%. Đấy. Rồi những bệnh vô sinh, nhịn ăn, có con, bất lực sinh dục, nhịn ăn, trở nên khỏe mạnh. Rất rõ, rất rõ. Tôi đã chữa cái điều này tôi chữa nhiều lắm rồi, không gì là lạ cả. Bởi vì nhịn ăn như thế là sự quân bình về lý hóa sinh được thiết lập. Tôi nhắc lại là nhịn ăn thì có trình sự quân bình về lý hóa sinh được thiết lập, cho nên nó chữa khỏi ngoạn mục mọi bệnh, kể cả nan y hiểm nghèo như ung thư, thiếu máu, suy dinh dưỡng, bất lực sinh dục, vô sinh, vân vân. Kể cả ung thư, ung thư đến với tôi đầu tiên là nhịn ăn. Có những người mà đến là người mệt mỏi, hai người dìu hai bên thế này, tưởng là ghê gớm lắm, nhưng tôi bảo nhịn ăn đi, họ sửng sốt, nhưng mà vì tin tưởng họ thực hành, thực hiện xong thì một tuần sau là đi thon thắt là cầu thang thon thắt, chả có gì là lạ cả. Đấy. Cho nên là tất cả các bệnh ấy hiểm nghèo như ung thư, thiếu máu, suy dinh dưỡng, kiệt, bất lực sinh dục và vô sinh cũng đều khỏi, mà không một cơ quan nào bị tổn thương cả,
khỏi các bệnh mà không cơ quan nào bị tổn thương cả, thế mới tuyệt vời. Cho nên những ăn cơ thể được nghỉ ngơi, ăn trong lúc không tiêu hóa được mới là sự thách thức với nguy hiểm. Ăn trong lúc không tiêu hóa được là sự thách thức với nguy hiểm. Bởi vì khi bị bệnh thì người ta không tiêu hóa nữa mà cứ ăn vào là lúc giờ là rất dại. Đấy. Bệnh nặng cấp tính càng không định nhân ăn. Loài người đáng tiếc là luôn luôn ăn nhiều hơn nhu cầu. Cho nên nội tạng phải làm việc quá sức nên mệt mỏi, suy kiệt, chóng chết. Nên tốt nhất nhịn ăn sẽ chữa được những bệnh gì. Nhịn ăn cơ thể khỏe mạnh, đầu óc trống rỗng nên dễ tiếp thu được sự khôn ngoan tinh tế. Có thể nói đây là một cái điều mà ít ai ngờ đến. Đầu óc trống rỗng rồi thì thứ nhất là gì? Nhịn ăn chúng ta không phải, máu không cần phải đến để mà lại làm việc với cơ quan tiêu hóa nữa. Bao nhiêu máu dồn hết lên đầu, đầu ta trống rỗng, bao nhiêu chất độc nó tải đi hết. Cho nên là gì? Đầu ta dễ tiếp thu những sự khôn ngoan tinh tế lắm. Kinh nghiệm của bản thân tôi, khi viết sách, viết những cái phần nào mình cảm thấy nó khó quá, nó cứ rối bời lên thế này này, thì tôi nhịn ăn đến ngày thứ ba ngồi viết ra vành đách. Tôi đã viết một quyển sách Tự Do Và Gông Cùm chỉ trong một buổi sáng. Viết cả một quyển sách trong một buổi sáng xong. Lúc bây giờ là mang hết sức ra một tốc ký, sau đó ngồi chép lại, một tuần sau mới chép xong. Đại khái như vậy. Cái sự tiếp thu khôn ngoan tinh tế ấy là gì? Chính đó là trí phán đoán tối cao mà bình thường rất khó mà đạt được hoặc cũng không thể đạt được nữa. Thì nhịn ăn có thể làm được như vậy. Hai, tôi nói về cái ý là nhịn ăn là hình thức giải phẫu không cần dao. Giải phẫu không cần dao. Các u nhọt, khối u, ung thư, cái tổ chức của nó không bình thường, hoặc là hệ thống thần kinh đến không đầy đủ như bình thường, hoặc là mạch máu đến không đầy đủ như bình thường. Cho nên khi nhịn ăn là tế bào bệnh bị đói, cho nên không phát triển được. Tế bào ung thư, nhất tế bào ung thư rất tham ăn mà nhịn đói là không có gì mà ăn được. Cái thằng tham ăn mà nhịn đói là cái bị ảnh hưởng nhiều nhất. Còn cái người không tham ăn nhịn đói cũng ảnh hưởng ít hơn. Thứ nhất là khi mà nhịn ăn thì tế bào bệnh, đặc biệt ung thư, là không thể phát triển được. Thứ hai, quan trọng hơn là lúc nhịn ăn thì hệ miễn dịch cũng đói. Cho nên nó lùng sục khắp cơ thể để bắt các cái tế bào không bình thường để ăn thịt. Xin nói là nó chỉ tìm những tế bào bệnh không bình thường thôi. Nó khôn ngoan lắm, không bao giờ bắt tế bào lành ăn đâu, mà bắt những tế bào bị bệnh mà ăn. Đấy. Vì thế cho nó ung bướu bên trong nhưng bên ngoài đều tiêu biến hết, tự khỏi. Và đó là hình thức giải phẫu không cần dao. Giải phẫu không cần dao nhưng ưu điểm hơn hẳn cái việc giải phẫu. Chúng ta biết hiện nay giải phẫu con dao mổ để lợi dụng một cách quá đáng, và người ta rất hào phóng trong cái quyết định mổ, kể cả những trường hợp không đáng mổ vẫn cứ mổ. Mổ như thế nó có mấy cái nó đặc điểm này. Một là mổ thì tay nghề của thầy thuốc tăng lên. Hai là mổ thì được tiền. Ba là mổ thì sao? Thí dụ bị ung thư nhỉ? Nhiều cái trường hợp không phải ung thư vẫn mổ. Có khi vì mổ mà từ không ung thư thành ung thư. Và khi nó thành ung thư thì nó đấy, thấy chưa, tôi nói rất chính xác. Nếu không nghe tôi thì chết lâu rồi. Đại khái vậy. Và mổ thì chết. Mổ, nếu mà ung thư thật mổ thì chết. Mà nếu mà chết thì bác sĩ nói thì ung thư mà, cái bàn án treo trên cổ. Mà nếu như không chết, nó là lành, u lành không chết thì bảo được, thế chưa, tôi đã mổ thành công, tôi đã chữa ung thư thành công. Bao giờ đến phần ung thư, tôi có thể giới thiệu rằng tất cả các biện pháp chữa ung thư theo Tây y hoàn toàn thất bại, hoàn toàn thất bại, không chữa được. Mà bây giờ đồng chồng chết, người ta tổng kết là chữa theo Tây y khả năng cứu sống khoảng độ 0,mấy% thôi, tức là 1.000 người được một vài người. Còn những người nói mổ mà khỏi là những người không ung thư này. Trên 78% phụ nữ bị khối u ở vú đều không phải ung thư, u lành, thì đến 100% khối u là người ta nói là mổ rồi. Thì những người mà không bị chết thì coi như chữa khỏi ung thư, nhưng đâu có ung thư, không có đâu. Nhiều lắm, tôi biết rất nhiều. Hay là ở tuyến tuyến giáp này, tuyến giáp rất nhiều trường hợp không phải ung thư. Đấy, đại khái nói như vậy. Khi có mầm mống ung thư, vì vậy khi mầm mống ung thư
thì nhịn ăn là giải pháp tốt nhất đấy, để mà dập tắt triệu chứng bệnh đi. Khi có triệu chứng ung thư, khối u thì nhịn ăn là tuyệt vời nhất, dập tắt ngay cái bệnh đi. Và thời gian tiến hành nhịn ăn chữa bệnh thì trong khi mà người khó chịu thì không nên ăn gì suốt 48 giờ. Người thì khó chịu thì nên nhịn ăn luôn 48 giờ, và nếu chưa khỏi thì nhịn tiếp nữa sẽ hết đấy. Cho nên thường là ở công ty chúng tôi, tất cả mọi người ai mà cảm thấy mệt thì thôi nhịn ăn bình thường, nó chỉ bình thường, chả có gì cả. Nhịn ăn nó tuyệt vời lắm, và cũng không nên quyết đoán một thời hạn nhịn ăn cố định, bởi vì mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên không có quyết định thời hạn đó. Nếu người bệnh đang suy nhược thì nên thực hiện những đợt nhịn ăn ngắn ngày. Người mà yếu quá thì không nhịn được dài ngày thì nên nhịn ngắn ngày, sau đó ăn trở lại rồi lại nhịn tiếp. Như thế thì sẽ đánh tỉa bệnh. Tuy nhiên nhịn ngắn ngày không bao giờ bằng được nhịn dài ngày đâu. Nhịn dài ngày rất tốt. Bởi vì sao? Dù nhịn ngắn hay nhịn dài ngày thì cái mấy ngày đầu, 3-4 ngày đầu đều trả giá ngang nhau. Nhưng mà trả giá xong, nhịn ngắn thì ngừng, không được lợi được mấy. Còn nhịn dài này trả giá xong thì lần sau thu hoạch lợi lộc rất lớn là chỗ này. Và tôi đến thế tiếp nữa là những biểu hiện cần chú ý trong khi nhịn ăn. Có một số biểu hiện này còn hơn cái biểu hiện. Một là cảm giác nóng bức như rôm đốt. Các bạn nhịn ăn sẽ thấy nó như rôm đốt nhanh 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 khắp người. Đó là gì? Độc tố nó đào thải ra đấy. Thứ hai là thèm ăn. Tất nhiên rồi, đang ăn bây giờ thèm ăn, nhịn ăn thì quá thèm. Thì thèm ăn như thế, ta sẽ tĩnh tâm lại, ta nói chuyện với dạ dày của mình. Bạn dạ dày thân mến, bao nhiêu năm nay, mình bao nhiêu tuổi thì nó bấy nhiêu năm. Ta 30 tuổi, 30 năm nay. Ta 60 tuổi, bảo 60 năm nay. Tôi 81 tuổi thì bảo 81 năm nay. Bạn đã cần cù làm việc tiết dịch để giúp tôi tiêu hóa, cung cấp thức ăn. Bây giờ xin bạn hãy tạm nghỉ vài ngày, vài tuần để tôi nhịn ăn. Bạn hãy cộng tác với tôi nhé. Nói chuyện với nó như thế, dạ dày không tiết dịch nữa. Rất tuyệt vời chỗ này. Từng tế bào nó có hồn của nó rồi, huống chi là cả một cơ quan mà dạ dày. Thứ ba là ngủ ít, nhưng mà ngủ rất say. Cho nên nhiều trường hợp người ta dùng nhịn ăn để mà chữa bệnh mất ngủ. Ngủ sâu lắm, rất sâu. Thứ tư là thân nhiệt có thể tăng hay giảm đôi chút. Đó là cái phản ứng tự điều chỉnh của cơ thể, không có gì đáng lo ngại cả. Thứ năm là tim mạch có thể nhanh hơn, chậm hơn đôi chút. Đó là sự điều chỉnh rất có ích. Thứ sáu là giảm cân. Tất nhiên, nhịn ăn thì giảm cân. Nhưng mà khi ăn lại thì nó sẽ tăng lên. Tưởng tượng chúng ta giảm 10 cân, ví dụ thế. Mà 10 cân giảm đó là những cái chất cặn bã, những cái da cỗi bị đẩy ra ngoài. Sau đó tôi ăn lại thì nó tăng lên trở lại như cũ. Như vậy là 10 cân mới này là 10 cân nguyên sinh chất mới. Cho nên khi sau khi nhịn xong, da rẻ nó mịn màng, người nó khỏe mạnh hẳn lại. Rất rõ như vậy. Đó. Nguyên sinh chất mới rất tuyệt vời. Thứ bảy là buồn nôn. Ít thôi. Nhưng buồn nôn là biểu hiện rất tuyệt vời. Chứng tỏ người đó trong cơ thể quá nhiều độc tố. Người nhiều độc tố mới nôn. Còn ít thì không nôn. Và khi nôn như thế, người rất khó chịu. Bây giờ chỉ cần uống một thìa thôi. Một thì nước cháo thôi là người tỉnh bừng lên. Nhưng chớ giải, bởi vì là hãy để cho nó nôn ra hết đi. Nôn hết độc tố thì người sẽ trở nên tỉnh táo một cách kỳ lạ. Nôn rất khó chịu, nhưng mà chịu đựng trong khoảng 3-4 ngày đầu nó nôn ra hết thì tuyệt vời. Thứ bảy là đầy hơi. Những người mà có cái bệnh đường ruột, đường tiêu hóa thì nhịn ăn có thể đầy hơi. Thứ tám là đầy hơi. Thứ 9 là co bóp ruột và tử cung. Bởi những người có vấn đề của đường ruột và tử cung thì nó bị co bóp mạnh. Co bóp mạnh là nó đẩy độc tố ra đấy. Rất tuyệt vời, không có lạ gì cả. Và cái trường hợp điển hình là gì? Tôi có một bệnh nhân 60 tuổi. Bà này bị khối u ở tử cung. Thế thì tôi cho nhịn ăn 3 tuần. Đến ngày thứ 20, đi tiểu nó ụt ra một cái cục to bằng quả cam.
và trông thấy và hét âm đấy. Đến mức độ như thế đấy. Rõ lắm. Thứ 10 là nhức đầu. Nhức đầu là vì độc tố nó đào thải thì nó ra máu, máu đi khắp nơi lên não, nhức đầu thôi. Cho nhức đầu trong nó cũng không có gì đáng ngại cả, 4-5 ngày là hết thôi. Cho nên cứ yên tâm, nhức đầu phải nên coi đó là điều mừng. Bởi vì rằng là gì? Bệnh đang bị đào thải ra. Chúng ta có một thói quen khi thấy bệnh là sợ. Không phải, có những bệnh đáng sợ. Có những khi vì không có bệnh mà đáng sợ. Là như vậy. Còn thấy bệnh là điều đáng mừng. 11, có thể phân đi lỏng nhiều, mùi rất khó chịu. Bởi vì sao? Nó đào thải. Cho nên phân rất lỏng. Đấy. Âm tính. Nhiều lắm. Mùi khó chịu. Có một trung tá bị bệnh ung thư dạ dày. Đến cho tôi đầu tiên tôi cho nhịn. Mỗi ngày anh ta tống ra đến 2-3 cái bù đầy. Bù thối khẳn, không thể nào chịu được. Đen xỉ. Nhưng sau đó hết thì thấy nhẹ nhàng đi thôi. Thứ 12 là có thể bị chóng mặt. Chóng mặt cũng là bình thường. Bởi vì sao? Máu nó thù vào bên trong. Máu nó thù vào bên trong. Không đi ra bên ngoài nữa. Nó hơi chóng mặt một tí. Bình thường. Nghỉ ngơi là hết thôi. Không có gì là lạ cả. Thứ 3 là ngất xỉu. Trường hợp này rất hiếm. Trong mọi trường hợp ngất xỉu thì hãy cứ để cho người bệnh nằm ở nơi thoáng mát. Nới rộng quần áo ra. Một lúc sau sẽ hết. Không có gì là lạ cả. Thứ 14 là có một số biểu hiện khác. Ví dụ chảy nước mũi. Nhức xoang mũi, lưỡi nhiều bơn bẩn, hơi thở hôi hám. Tất cả những cái đó chứng minh rằng là độc tố đang bị đào thải ra. Quá tuyệt vời. Thấy như thế đừng có ngại, mà thấy như thế nên đáng mừng. Thứ hai có thể là nước tiểu đục, vàng, vàng sẫm, đỏ, khai khú. Đào thải thôi. Mần ngứa, nhức chân tay, nhức các khớp xương. Cho độc tố đào ra thôi, độc tố đi ra thôi. Đó. Nó là như vậy. Và có thể nói rằng trong mọi trường hợp cần bình tĩnh, tin tưởng vào khả năng tự điều chỉnh tuyệt vời của cơ thể. Cơ thể sẽ tự hoàn thành công việc của chính nó để cải tạo sức lực cho mình. Trong mọi trường hợp cứ bình tĩnh và thậm chí là đáng vui nữa, bởi vì là cơ thể nó đang làm việc tự điều chỉnh để mà hoàn thành cái công việc thì cải tạo sức khỏe, cải tạo sinh lực cho mình đấy. Các bước tiến hành nhìn anh nên như thế này. Thứ nhất, không nên nghĩ là quá đơn giản hoặc quá phức tạp. Quá đơn giản thì mới coi thường không được. Quá phức tạp thì mà sợ cũng không được. Nó không đơn giản như người ta nghĩ, mà nó chẳng phức tạp gì cả. Vấn đề cần phải thận trọng. Thế thì cho tôi lên tiến hành này. Mấy bước như này. Một là phải tìm hiểu. Đọc kỹ tài liệu để hiểu rõ vấn đề. Cái giá phải trả trước sự nghiện. Cái giá phải trả trước là sự nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng để bước vào một cuộc phiêu lưu mà những thành công bất ngờ đang chờ phía trước. Cái giá phải trả là chúng ta phải nghiêm túc, chuẩn bị tốt để bước vào cuộc phiêu lưu này mà cái thành công bất ngờ chúng ta chưa từng thấy đâu, nó đang chờ ra rồi. Thứ hai, chuẩn bị tư tưởng cho người thân. Nhìn ăn là cái mà người thân phản đối nhiều nhất. Một là người ta không hiểu, hai người ta vì tình thương, mà tình thương mù quáng thì phiền lắm. Cho nên là tốt nhất khi nhịn ăn dài ngày là nên tập trung lại một nơi để có người theo dõi, hướng dẫn, kịp thời, giải thích, vân vân, và không bị ai ngăn cản cả. Và đồng thời mà nhịn ăn tập thể thì tuyệt vời như thế. Và nếu không có điều kiện thì phải chuẩn bị thật chú đáo hơn, quyết tâm cao hơn, sẵn sàng có tài liệu bên mình để bất kỳ gặp hiện tượng nào dở ra đọc. Gặp bất kỳ hiện tượng nào rồi ta đọc là tốt. Tôi viết trong cái quyển Minh Triết trong Hoàn Vũ của Phương Đông, tôi viết ở trên chương 5 nhìn ăn chữa bệnh. Và cái câu phụ cho cái chương đó là gì? Dụng dược bất nhi giảm khẩu. Chữa bệnh dùng thuốc không bằng nhịn ăn. Tuyệt vời lắm. Và bước thứ ba là trước khi nhịn ăn, trước khi bước vào đợt nhịn ăn thì cần phải nên ăn nhẹ, ăn cháo lứt rồi giảm dần, rồi uống nước cháo hay nước gạo lứt rang, sau đó mới nhịn, nếu có điều kiện nhé. Còn nếu không thì chúng ta có thể làm bước này nó nhanh hơn. Với người khỏe mạnh, không bị viêm rét dạ dày và ruột, thì trước khi nhịn ăn, tốt nhất là nên rửa ruột, kết quả sẽ rất tốt. Còn người bình thường thì cứ nhịn ăn, chuẩn bị ăn giảm dần,
để chúng ta quen với trạng thái đói thôi, và cơ thể nó quen với trạng thái là không có gì thôi. Đấy. Bắt đầu nhịn ăn. Với bắt đầu nhịn ăn thì lần đầu tiên nhịn ăn thì nên nhịn ít ngày thôi, sau đó tăng dần lên. Nhưng mà ai mà có điều kiện thì vẫn không nên ngăn cản. Bởi vì có những người lần đầu tiên đến nhịn ăn với tôi nói là họ sợ hốt hoảng lên, nhưng sau khi nhịn 5 ngày thì thấy thích quá, xin nhịn thêm nữa, xin ở lại nhịn thêm nữa, vân vân. Đấy. Cho nên tùy người. Nhưng dù ai thì cũng cần phải có một thái độ vui tươi, thoải mái, thanh thản và tin tưởng. Trong thời gian nhịn ăn nên nghỉ ngơi yên tĩnh ở nơi không khí trong lành, thoáng mát, giữ cho thân thể luôn luôn ấm. Nơi không khí trong lành, thoáng mát, không thể luôn luôn ấm. Dừng gọi mà nhịn ăn ở đó thì quá tuyệt vời rồi. Nước uống và nước tắm phải vừa ấm để không mất năng lượng vội. Bởi vì nhịn ăn là gì? Hơi mất năng lượng. Vì vậy cho nên nước tắm và nước uống là phải ấm để khỏi mất năng lượng. Đặc biệt trong khi nhịn ăn thì cần lưu ý đối với phụ nữ như thế này. Phái nữ rất cần chú ý điều này, là tuyệt đối không dùng mỹ phẩm dưỡng da trong thời kỳ nhịn ăn. Dưỡng da trong thời kỳ nhịn ăn là làm cho nuôi cho tế bào nó sống, mà ta nhịn ăn là ta cốt để cho nó máu không đến nuôi bên ngoài nữa, thì cái tế bào ngoài nó sẽ chết đi, mà ta mà dưỡng da thì nó không chết, cho nên không thay được cái lớp da cũ đâu. Và tôi mà nhịn ăn cứ độ 2 tuần là cao lên thế này, nó da bở như khoai, nó da bở như khoai. Đấy. Nếu không nên bôi mỹ phẩm thì cái lớp da ngoài sẽ chết hoàn toàn và ta được thay đổi. Tôi mà nhịn ăn 2 tuần là da nó trẻ như đứa, da nó móng mịn như đứa trẻ 4-5 tuổi. Rất rõ như vậy. Nghỉ ngơi, thanh thản, yên tĩnh, vui tươi, ấm áp, rất quan trọng. Vận động thì nên tránh gò ép, không nên kích thích, thúc đẩy trái với tự nhiên. Người này có thể đi lại bình thường, người kia thì đi dò dò. Người kia vẫn có thể đi chơi thể thao được. Và tôi được biết là có những vận động viên Olympic quốc tế đạt huy chương vàng là trước đó 3 ngày người ta nhịn ăn. Người ta nhịn ăn quen rồi là như vậy. Đấy. Và trong khi nhịn ăn, nếu thu năng lượng, chúng ta học để thu năng lượng tuyệt vời, hoặc kết với bài học, các cái bài học, bài tập tự điều chỉnh chữa bệnh, tự điều chỉnh chữa bệnh bên trong bên ngoài rất tuyệt vời. Đấy. Hoặc là ngồi thiền quán chiếu cùng bệnh. Đấy. Kết quả sẽ rất tốt. Lúc này cái gì? Đầu óc rỗng lặng, cho nên ta quán chiếu rất hay, rất tuyệt vời. Và kết thúc đợt nhịn ăn là gì? Tùy thời gian nhịn ăn dài hay ngắn mà việc kết thúc có khác nhau. Kết thúc đợt nhịn ăn ngắn ngày, một tuần trở xuống, đơn giản. Có thể là hôm đầu, nửa ngày đầu ta uống nước cháo loãng hoặc là uống nước gạo lứt rang. Sau đó nửa ngày sau tăng dần lên. Nếu uống gạo lứt rang rồi thì là uống nước cháo loãng. Hôm sau uống nước cháo đặc hơn. Tối uống nước cháo đặc nữa. Ngày hôm sau thì ăn cháo buổi sáng, buổi chiều đến hôm sau nữa thì trở lại bình thường. Rất đơn giản. Còn kết thúc một đợt nhịn ăn dài ngày, tức là một tuần trở lên thì phải hết sức thận trọng. Bởi vì thời gian ăn trở lại tỷ lệ thuận với thời gian của đợt nhịn ăn. Nhịn ăn càng lâu cái giai đoạn ăn trở lại càng phải thận trọng và kéo dài. Thận trọng và kéo dài. Quy trình điển hình sau đợt nhịn ăn dài ngày thì nên tham khảo trong sách. Cụ thể thì chúng ta nên đọc của nó và tùy hoàn cảnh của mình thay đổi đi chút ít không sao cả, không nhất thiết ai như ai, bởi vì mỗi một người là một tiểu vũ trụ nằm trong đại vũ trụ. Đúng với người này có thể không đúng với người khác, cho nên chúng ta cứ tìm hiểu để áp dụng sao cho nó thích hợp nhất với mình, đấy là tốt nhất. Từ cái trình bày tóm tắt về nhịn ăn như thế, tôi xin rút ra một số kết luận như thế này. Thứ nhất, nhịn ăn là phương pháp thuận thiên tống khứ các chất dư thừa cặn bã, giúp hoạt động của cơ thể trở lại quân bình tự nhiên, tăng thêm sinh khí cho hệ thần kinh, sức mạnh cho cơ thể, cải thiện tích cực các giác quan cho tuổi tác và cải thiện những trường hợp bị trúng độc do môi trường, vân vân. Tôi nói là nhịn ăn không những khỏe được mà các giác quan ta sẽ được cải thiện rất tốt, mắt nhìn tinh hẳn ra, mũi ngửi thính hơn, lưỡi thính hơn, đặc biệt là tai nghe tốt hơn. Đấy. Cho nên nhịn ăn tuyệt vời như thế. Và nhịn ăn
có thể nói đúng là cách tự rửa tội thích hợp và hiệu quả nhất. Tôi quan niệm tạo hóa sinh cho ta là khỏe mạnh, mà ta bị bệnh là ta có tội, ta có lỗi. Thế thì nhịn ăn cũng như chữa bệnh chính là cách tự rửa tội cho mình, rửa tội đến từng tế bào, làm cho từng tế bào của mình sạch sẽ thì người sẽ khỏe mạnh. Đó là chuyện tất nhiên, không có gì lạ cả. Đáng buồn là người đời không hiểu rằng nhịn ăn mới giúp cơ thể thêm sức mạnh. Khi anh nhất là ăn uống quá nhiều thì sinh lực của máu suy giảm. Ăn nhiều sinh lực của máu giảm đi, ăn ít máu mới tăng cường sinh lực. Đây là điều rất rõ. Thậm chí là gì? Ăn nhiều quá còn bị gầy. Bởi vì sao? Có những gia đình giàu có bồi dưỡng cho đứa con quá nhiều, bồi dưỡng nó cũng vẫn không béo được, thì nghĩ đến chuyện là tẩy giun đi để cho nó được hấp thụ hết. Nhưng tẩy giun rồi nó càng gầy nữa. Nó nghịch lý lắm, nhưng thực tế là hoàn toàn không bị thế nào cả. Bởi vì sao? Những đứa như thế là khi ăn nhiều thì các con giun ký sinh trong ruột là trong bụng này, nó ăn giúp cho nó, cho nên nó không tốn năng lượng. Tẩy hết giun đi, không có cái gì ăn giúp cho nó, nó phải tiêu hóa hết, mà tiêu hóa không hết được, cho nên mang hết năng lượng cho tiêu hóa rất mệt, rất mệt, và thức ăn vẫn không hết thì lên men thối đầu độc. Cho nên là ăn nhiều gầy đi là chuyện tất nhiên, tẩy giun xong gầy đi cũng là chuyện dễ hiểu, không gì là lạ cả. Những điều như thế tưởng là rất mâu thuẫn ngược đời. Đối với người mà không hiểu biết, không được học thì thấy nó quá mâu thuẫn, không thể hiểu được. Nhưng thực ra rất đơn giản, nhưng mà nó rất đúng sự thật, có cơ sở khoa học đích thực, mà chừng mấy ai biết đâu, càng không mấy ai có đủ ý chí để thực hiện. Đáng buồn như vậy. Phương pháp nhịn ăn xưa kia quá tuyệt vời, nhưng bây giờ cái nền văn minh vật chất đã đẩy chúng ta vào cái tham ăn, cho nên để thấy nó xa lạ và quên mất. Bây giờ nói đến nhịn ăn, chúng ta sừng sốt lên. Đấy là điều đáng buồn. Một điểm nữa là nhịn ăn là phương pháp điều trị tự nhiên phù hợp với mọi bệnh. Nhịn ăn là điều trị tự nhiên phù hợp với mọi bệnh, dù cấp tính hay mãn tính, thông thường hay nan y, là chữa tận gốc các bệnh và phục hồi toàn diện sinh lực của cơ thể. Đấy, là điều trị tất cả mọi bệnh, cấp tính hoặc tính, là chữa tận gốc và phục hồi toàn diện sinh lực của cơ thể. Nhịn ăn thành công là thắng mình, mà thắng người là mạnh, thắng mình là dũng. Người thắng mình là người có thể sẽ chiến thắng mọi trở ngại trong cuộc đời. Nhịn ăn thành công, ý chí sẽ tăng lên rất tuyệt vời như thế. Nhịn ăn thành công là những chữa khỏi mọi bệnh, cơ thể còn khỏe mạnh, cường tráng, mà còn nâng tinh thần, nghị lực, trí tuệ lên hẳn một cấp cao hơn. Vì thế nhịn ăn xứng đáng được kính trọng về mặt lý trí và giáo dục. Tôi nhắc lại, nhịn ăn xứng đáng được kính trọng về mặt lý trí và giáo dục. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Tôi xin kết thúc ở đây. Dạ. Con xin cảm ơn bài chia sẻ của thầy ạ. Cái bài chia sẻ rất là tuyệt vời đúng không ạ? Sau đây thì thương của chúng ta có rất là nhiều câu hỏi ạ. Thầy có vui lòng trả lời những câu hỏi của người thương ở đây không ạ? Dạ, thầy có nghe được con nói không ạ? Alo. Dạ, người thương của chúng ta có rất là nhiều câu hỏi ở đây ạ. Con đọc câu hỏi thầy có thể trả lời được không ạ? Có ai có ý kiến hỏi thắc mắc hay trao đổi gì không ạ? Dạ có. Có rất là nhiều thắc mắc ở đây ạ. Dạ, thưa thầy có thể nói cái kỷ niệm mà thầy bị ung thư trực tràng mà bác sĩ đưa vào rồi báo là còn 1 đến 4 tháng nữa là sẽ chưa rời cái thời gian này á. Nhưng mà sau đó là thầy nhìn ngang 2 tuần. Thầy nhìn ngang 2 tuần mà thầy. Dạ. Mà thầy nhịn ăn 2 tuần thì thầy đã không còn bệnh. Dạ. Thì thầy xin kính ơn thầy và xin thầy chia sẻ cái trải nghiệm á. Dạ, đây là bài chia sẻ tuyệt vời nhất mà người ta được nghe.
Vâng, cảm ơn các bạn. Vâng, và thưa thầy là thầy chia sẻ lại cái trải nghiệm nhịn ăn 2 tuần của thầy, là thầy nhịn ăn bằng cái nhịn ăn khô hay là nhịn ăn có uống nước, và trong 2 tuần như vậy thì nó hết bệnh ung thư trực tràng như thế nào? Thầy có thể chia sẻ lại cái trải nghiệm tuyệt vời này như không ạ? Dạ biết ơn thầy. Anh Dạ. Tiến đang hỗ trợ thầy đúng không ạ? Có lên đây nhé. Có lên. Dạ. Con đọc câu hỏi cho thầy nhé. Thầy không nghe. Thầy không nghe được, thầy hơi nặng tai. Có phải anh Tiến À. không ở bên cạnh hỗ trợ thầy không ạ? À. Này, em ơi. Rồi có câu hỏi nào có câu hỏi nào copy để gửi cho em Tiến, để em Tiến hỗ trợ cho thầy. Dạ. Vậy em sẽ copy câu hỏi hay là em đọc câu hỏi ạ? Tại anh Tiến có thể mở mic không ạ? Thầy đang tắt Ta mic bỏ con. nó được ngày chúng ta thấy lạ thôi. Cũng như một người thân của ta mà cách nhau khoảng 10 năm quay lại là thấy lạ rồi. Thì nhìn ăn cũng vậy rồi. Nó là cái mà mọi sinh vật đều làm cả. Từ con vật Copy cho thôi. đến con người đều làm cả. Nhưng mà gì? Chúng ta đã quên, lãng quên nó. Cho nên là gì? Nó trở thành xa lạ. Xa lạ vì ta, chứ không phải xa lạ vì nó. Dạ. Thầy ơi, thầy có nghe được con nói không ạ? Không, thầy hơi nặng tai đấy em. Vậy bây giờ làm thế nào để chia sẻ câu hỏi của người thương cho thầy đây? Copy câu hỏi gửi cho Tiến. À, copy câu hỏi em ạ. À. Copy câu câu hỏi đi gửi Có câu hỏi nào không? bạn Tiến. Anh Tiến cũng đang ở trên Lên Zoom. xem ban tổ chức nên là nhẽ cho ban tổ chức nó mới xuất hiện. Dạ vâng. À, thầy ơi cho con hỏi đi. À, có ai ở gần thầy và dịch giúp cho thầy được không ạ? À? Cho con hỏi rằng là thầy có thể chia sẻ cái trải nghiệm mà nhịn ăn 2 tuần mà thầy trị hết bệnh ung thư trực tràng mà giai đoạn cuối của thầy á. Dạ. Thầy có thể chia sẻ cái trải nghiệm, cái kỷ niệm đó ạ? À? Dạ thưa quý vị, là thầy là biết đến cái nhân duyên này, đó là thầy bị ung thư trực Thầy đã tràng, bác trao sĩ. cho chúng con minh triết rực rỡ của nhịn ăn như một quyền năng, như một quyền năng thực sự thực thụ của muôn loài. Biết ơn thầy nhiều lắm. Vâng, cảm ơn các bạn. Cho cháu hỏi, cháu đang ăn thô rau quả sống thì khi ăn ra cháu có phải uống cháo gạo lứt hay ăn trái cây cũng được ạ? Không nên ăn trái cây, ăn gạo lứt thôi. Trái cây rất âm tính. Nếu các bạn dự các khóa tôi thì tôi sẽ nói là những thức ăn nào âm, thức ăn nào dương. Cho nên là trái cây nên ăn rất ít. Người phương Tây người ta ăn nhiều thịt, người ta để ở cái vùng đó người họ rất dương, cho nên họ ăn trái cây là tốt. Còn ta không dương như họ mà ăn trái cây thì rất dễ bị bệnh, và đặc biệt tất cả những cái vụ dịch bệnh đều diễn ra trong mùa trái cây. Thầy có nói giữ ấm cơ thể khi nhịn ăn, vậy con có thể dùng đai đá giữ ấm cơ thể được không ạ? Dùng gì? Đai đá, Tay đá là gì? đai đá hoặc là cái chiếu đá ấy, của Hàn Quốc ạ. À, mà cái đó thì nó chỉ cung cấp thêm năng lượng thôi, chứ nó không có tác dụng đào thải như nhịn ăn. Nhịn ăn nó còn đào thải, nó quân bình cơ thể, chỗ nào thừa nó lấy đi, chỗ nào thiếu nó bù vào. Còn cái nằm cái giường mà đá như thế, nó chỉ tăng thêm cho ta năng lượng thôi. Tất nhiên năng lượng được tăng cường thì nó giúp cho chúng ta quân bình, nhưng mà cái đó gián tiếp, còn đây là trực tiếp. Quân bình là trạng thái cơ thể, lợi hơn nhiều. Xin kính hỏi thầy, em trai con bị suy thận, một tuần phải chạy thận 3 lần, con có thể áp dụng phương pháp nhịn ăn không ạ? Và có phác đồ cụ thể không ạ? Phải tùy thường sức khỏe của nó ra sao đấy. Rất tiếc
các bạn thì thấy đấy, cái cách chữa bệnh đặc điển hình trong trường hợp này là chữa bệnh thận của thầy hoàn toàn phản khoa học. Chữa không khỏi thì gì? Đi lọc. Lọc là làm hộ cơ thể. Làm hộ cơ thể. Và lọc mãi, một người đã một lần lọc thận rồi thì suốt đời phải lọc thận cho đến khi xuống mổ. Chữa gì mà lạ vậy? Chữa là phải giúp cho người bệnh mau chóng trở lại cuộc sống bình thường, chứ không phải là gông cùm họ vào với cái cách chữa. Đấy. Cho nên là tôi cũng chữa bệnh thận. Có những người đi lọc rồi tôi chữa khỏi và hoàn toàn không phải chữa nữa. Thế mới là chữa. Còn chữa mà cứ buộc người ta vào với cái không khác gì tăng cho người ta đôi nặng với giá đắt cổ để người ta chống suốt đời. Thế thì đâu phải là chữa. Không phải là chữa. Chữa là phải mau chóng trở lại cuộc sống bình thường mới là chữa. Còn chữa mà cứ mãi mãi như thế thì tôi gọi đó là cách chăn nuôi bệnh. Chăn nuôi bệnh chứ không phải là chữa bệnh. Bởi vì cái phương hướng chữa bệnh sai. Chỉ chữa là được đối chứng trị liệu, đau đâu chữa đấy, mà phải chữa gốc, chữa nguyên nhân. Thì Tây y không bao giờ chú ý đến nguyên nhân cả. Có một câu chuyện hài hước như thế này để nói lên cái cách chữa là chỉ lo đến triệu chứng bệnh thôi mà không chú ý gì đến nguyên nhân. Người ta bắt một con châu chấu, thả nó trên cái bàn, vỗ tay thế này thì con châu chấu nó nhảy, sau đó vặt hai cái càng nó đi, rồi cũng vỗ như thế nó không nhảy được. Thì nguyên nhân là gì? Nguyên nhân nó mất càng. Nhưng mà Tây không bao giờ nghĩ nguyên nhân, chỉ nghĩ triệu chứng thôi. Vỗ này không thấy nhảy thì bác sĩ tai mũi họng bảo là gì? Con châu chấu này điếc. Nên ông khác nội khoa thì bảo con này bị suy nhược. Ông khác thì bảo là con này thì nó tê tay chân không cử động được. Nhưng mà nó có càng đâu. Đấy, cho nên là gì? Cái chuyện này nó hơi cường điệu một tí nhưng nó phản ảnh cái cách chữa bệnh là không dựa vào nguyên nhân. Đấy. Mà có thể nói bệnh suy thận đấy là hiện tượng tự vệ rất tuyệt vời. Chúng ta sử dụng cái thận của mình không tốt cho nên thận nó suy đi. Thận nó suy đi như thế để nó báo cáo rằng tôi bị suy nhược lắm rồi, ông phải thay đổi cách sống đi. Nhưng mà lại không đi thay đổi cách sống mà chỉ đi chữa là hỏng. Với tôi, người bị suy thận phải cách xa phòng dục ít nhất 1 năm và chữa theo những biện pháp nâng thận lên cộng với luyện tập cộng với thở. Bởi vì sao? Thận trong cơ thể có 3 cơ quan: não, tim và thận là cần rất nhiều oxy, mà thiếu oxy là nó bị bệnh luôn. Vì vậy nên phải tập thở 4 thì, tập thở thật sâu, vân vân, êm, sâu, nhẹ, dài. Đấy, vận động khác nữa thì sẽ giúp cái thận nó nâng lên. Còn nếu không chỉ chữa thận không, không bao giờ khỏi được. Thầy cho con hỏi, nhịn ăn khô dài ngày, mất nước có trụy tim không ạ? Cái gì? Nhịn ăn khô dài ngày, mất nước có trụy tim không ạ? Có bị trụy tim không? Không thì có nhiều cách. Nhịn ăn theo cách của ta là nhịn ăn vẫn uống nước, nhưng uống ít thôi, mỗi lần uống tí thôi. Còn có thể có phương pháp là nhịn ăn, nhịn luôn cả uống nữa. Thì nước tiểu ra đặc sánh và rất khai. Đấy. Nên nhớ rằng là chúng ta, mỗi người bình thường có thể nhịn ăn được 100 ngày. Nhưng nhịn uống chỉ được 7 ngày thôi. Cho nên chớ có nhịn uống quá lâu, nhịn uống 2-3 ngày thôi. Và nhịn thở được 5 phút thôi. Đó. Tập thở 4 thì là thở như thế nào ạ? Thở gì? Tập thở 4 thì là thở như thế nào ạ? Thở 4 thì là hít vào 1, ngừng thở là 2, thở ra là 3, ngừng thở là 4. Trong cái khóa đầu, khóa 1 của chúng tôi thì chúng tôi có đi rất nhiều về cái thở. Nguyên cái thở không đã là một buổi giảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Và học xong cho mọi người rất ngạc nhiên. Một cô tiến sĩ ở bên học ở nước ngoài về, cô bảo là con cứ tưởng là cái gì con cũng biết, nhưng học xong con thấy con chả biết cái gì cả. Cái gì nêu lên cũng tưởng là biết rồi, nhưng sau khi phân tích xong thì thấy họ chả biết gì cả. Dạ, thầy ơi, mắt con bị cận, đeo mắt kính bị dại và bị lòi, lồi mắt ra đấy.
Rồi mà chàng. Con có thể khắc phục như thế nào? Rất dễ. Cận là gì? Cận là âm tính. Âm cho nó co tròn lại. Và do đó cái điểm vàng nó lùi phía sau cái nơi hội tụ của thấu kính. Bây giờ phải làm cho dương hóa lên để cho cái nhãn cầu nó dài ra một tí để cho cái điểm hội tụ của thấu kính với điểm vàng trùng nhau là nhìn rõ. Cách tập đốt tốt nhất là hãy nhìn sáng ngày ra vào lúc mặt trời mới mọc, hãy mở mắt nhìn vào ánh sáng mặt trời 15 phút, bạn tập một tuần tự nhiên giảm đi rất rõ. Đó, đơn giản lắm, không mất xu nào mà còn rèn. Thở khoảng bao nhiêu giây thầy ạ? Tùy người, tùy người. À, có những người bệnh nhân, có những người đến với tôi 1 phút thở 25 nhịp. Tôi phải bắt tập mãi, giảm dần giảm dần giảm dần. Đấy, mà cậu này 1 phút 25 nhịp là bị cái bệnh không làm chủ được cơ thể nữa, tay chân múa may quay cuồng suốt, tập mãi cho đến khi thở 5 nhịp trong 1 phút là bắt đầu trở lại người bình thường. Còn bản thân tôi nếu tập thì trong 1 phút tôi thở chưa đến 2 nhịp. Cho nên là gì? Thở êm, sâu, nhẹ, dài là cái tiêu chuẩn chúng ta phấn đấu. Và người nào thở êm, sâu, nhẹ, dài để người bên cạnh không biết là mình có thở hay không nữa thì đấy người đó sẽ tốt. Sống điềm tĩnh, rồi tự chủ, sâu sắc, mạnh khỏe, sống lâu. Còn những người thở hồng ra thì chóng chết. Một học viên của tôi khi dạy, cậu ta ngoài 30 tuổi thở quá nhanh. Tôi bảo cậu phải tập thở thong thả, chứ thở nhanh như thế nguy hiểm lắm. Và không ngờ rằng là mới đến 48 tuổi cậu đã chết rồi. Các loài vật, con lợn, con chó thở rất nhanh cho nên chỉ sống được chục năm, trên dưới chục năm. Con rắn, con rùa thở rất chậm thì sống hàng trăm năm. Rất rõ như vậy thôi. Cho nên thở chậm bốn thì là cách thở tuyệt vời nhất để nâng cơ thể lên. Thông minh cũng từ đó mà ra, trí, ý chí cũng từ đó mà ra, và sức khỏe cũng từ đó mà ra. Con nhịn ăn, không ăn, không uống 7 ngày và nhịn tiếp ngày uống thêm ít nước lọc tổng 10 ngày, hiệu quả vô cùng ạ. Đúng rồi. À, nếu mà không uống 7 ngày là hơi quá mức đấy. Không nên. Bởi vì là người ta chỉ có thể nhịn uống tối đa được 7 ngày thôi. Nhưng mà bạn thấy đấy, hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Chứ không phải là như người ta nghĩ. À, người ta nghĩ là nhịn ăn là thiếu chất đâu. Không. Thiếu chất nhịn ăn thành đủ chất. Lạ như thế đấy. Chuyện lạ có thật. Bởi vì chúng ta không tiếp xúc với nó, quên nó đi rồi, nhưng thấy nó lạ thôi. Nhưng thực ra đây là một quá trình rất tuyệt vời. Con xin hỏi, vợ con đang mang thai tháng thứ 8, bị xoang, chữa mọi cách mà không khỏi. Thời gian này có chữa theo phương pháp nhịn ăn được không ạ? Có thai thì không nên nhịn ăn, hãy để sau này đã. Nhưng mà bị xoang thì cứ sát thế này nhau. Tôi có một bài tập massage nâng cao sức khỏe. Tôi đặt ra để tập cho mình, sau đó tôi đưa trong các lớp huấn luyện tôi đưa tập. Thì có một anh nhiếp ảnh, nó quay cái đó, nó đưa trên mạng. Và cái video clip đó được rất nhiều người nước ngoài họ tập theo, họ ca ngợi vô cùng. Đấy. Thế thì tùy từng cái bị cái xoang nào ra tập, và đặc biệt là bị xoang mũi thì cứ sát đây thật nhiều vào. Sát cho nóng bỏng lên ấy. Tôi ngày xưa bị xoang mà bây giờ thì hầu như bao nhiêu năm nay không bao giờ có biểu hiện tí gì về bệnh xoang cả. Thầy cho con hỏi, người đau dạ dày có nhịn được không ạ? Nhịn ăn hả? Được. Người ta bảo ăn đau dạ dày thì không nên nhịn ăn. Nhịn ăn nó tiết dịch ra thì là càng đau hơn. Đúng, bình thường là như thế. Nhưng khi ta nhịn ăn, ta nói chuyện với dạ dày để nó đừng tiết. Và không có cái gì để cho dạ dày làm việc được thì năng lượng ấy nó tập trung, nó hàn gắn vết thương, cho nên rất tuyệt vời. Nhớ là khi nhịn ăn, người bị đau dạ dày là phải nói chuyện với nó liên tục nhé.
nếu mà bí quá, đau quá thì hãy uống một ít nước vào, và tốt nhất là uống cái nước ion kèm là rất hay. Thưa thầy, thở bốn thì phải ngồi thì được thở nằm, à nằm thở bốn thì được không thầy, hay phải ngồi thở lưng? Trong mọi tư thế, kể cả đi, kể cả làm việc, kể cả họp hành, đều thở bốn thì được. Thầy ơi, cho con hỏi ngủ ngáy làm cách nào để chữa ạ? Cái gì? Ngủ ngáy làm cách nào để cho hết ạ? À, ngủ ngáy thì có nhiều nguyên nhân, như trong nó một trong nguyên nhân là béo quá. Béo quá. Cho nên là gì? Cái dây, mấy cái dây thanh quản này này, nó rung lên. Thế thì giảm ăn đi. À, giảm ăn đi. Và có điều là nên chú ý là người ta tổng kết là những người ngủ mà ngáy to là những người dễ bị tai nạn hơn những người bình thường, do thần kinh chỉ huy không được tốt. Đấy. Thường là béo quá, có những người gầy vẫn ngáy thì đó là phải chữa thôi. Cho con hỏi, 40 năm tuổi mắt nhìn có hình con muỗi bay, làm sao cho hết ạ? Đó là mắt, nhưng mà không phải chữa mắt đâu, hay chữa gan đi, gan có vấn đề đấy, gan nóng đấy, gan bốc hỏa. Chúng ta nếu mà đến một cái khóa thứ ba thì tôi sẽ giảng về kiến thức đông y học cổ truyền, các bạn sẽ học cái đó, sẽ được trang bị những kiến thức rất tuyệt vời để mà nhìn. Có thể nói là người nào được những kiến thức về đông y học học cổ truyền rồi bước vào chữa bệnh thì như là trang bị một cái đầu, còn tất cả các kỹ thuật chữa bệnh chỉ là cái tay thôi. Mà đông y học có nói rằng luân trị là công việc của bậc thầy, còn chữa bệnh là công việc của thợ. Hầu hết các thầy thuốc bây giờ chỉ là chữa bệnh thôi, chứ không luận trị được. Tiếp đi. À, người bị bệnh tim đã phẫu thuật, tây y phải uống thuốc chống đông máu hàng ngày. Con đã nhịn ăn 7 ngày không dùng thuốc chống đông máu, thầy cho con hỏi đợt tới con nhịn ăn tiếp lâu hơn được không ạ? Cái gì được lâu hơn? Con nhịn ăn tiếp, đợt tới con nhịn ăn tiếp lâu hơn được không ạ? Được, vừa nhịn ăn vừa theo dõi mình. Vừa nhịn ăn vừa theo dõi mình nhé. Không có một công thức gì cho mọi người được cả đâu, mà mỗi người phải tự theo dõi để rút ra công thức cho riêng mình. Nếu trong quá trình nhịn ăn mà không đi ngoài thì có sao không thầy? Đi ngoài á? Mà không đi ngoài thì có sao không? Không đi ngoài á hả? À thì cứ chẳng sao cả. Không sao cả. Nếu như mà nghĩ rằng là nó chả có gì để cho nó đi thì thôi bình tĩnh. Hoặc nếu thấy nó vẫn còn mà nó không đi được, nhưng mà thường không ít, rất ít trường hợp đó, thì có thể là dùng cái thụ đại tràng. Thụ đại tràng rất hay, rất tuyệt vời. Tôi chủ trương là nay mai sẽ phổ biến để cái thụ đại tràng toàn dân ta dùng, bản thân tôi ngày nào cũng dùng. Và đại tràng nó như cái bể phốt, bao nhiêu độc tố nằm đấy hết, và mọi bệnh của cơ thể hầu như từ đại tràng mà ra. Độc tố nó ngấm vào máu, lên gan, lên thận, lên tim, rồi đi nuôi các cơ thể, đi nuôi các bộ phận. Cho nên bệnh là từ đại tràng. Nếu tôi chữa được đại tràng khỏe thì bệnh sẽ hết và người sẽ khỏe. Bị viêm gan B phải uống thuốc hàng ngày, có nhịn ăn được không ạ? Và lên nhịn khô hay nhịn có uống nước ạ? Nhịn, bệnh gì cũng nhịn ăn được tốt, viêm gan B nhịn ăn cũng tốt. Nhưng mà viêm gan B thì hơi khó chữa một tí, cho nên phải chú ý trường kỳ. Còn nhịn ăn thì càng uống nước ít đi càng tốt, nhưng không nên gắng gượng quá nhé. Gắng gượng quá không nên. Thầy ơi, ngủ mà nghiến răng thì làm sao chữa ạ? Đấy, như cái này tôi nói, có thể béo quá. À, nghiến răng. À, nghiến răng thì thường là do tỳ nó có vấn đề, hoặc là một số trường hợp là do ký sinh trùng. Phải tìm nó là cái gì để mà chữa. Chứ còn chữa nguyên cái nghiến răng thì chả có nghĩa lý gì cả, mà sẽ không khỏi được đâu. Cho con hỏi, sau một đợt nhịn ăn thì bao lâu có thể nhịn lại? Tùy mình, tốt nhất nếu mà nhịn khoảng độ 1-2 tuần thì 1 năm có thể nhịn từ 2 đến 3 lần.
hoặc 4 lần cũng được, và nên nhịn ăn vào lúc đổi mùa là hay nhất. Trần Thị Quý Hảo, con áp dụng cách ngắm mặt trời chị cận thị đã thành công và lan tỏa cho nhiều người. Đúng rồi, đó. Chồng con và con ngủ ngáy nhiều nhịn ăn cũng đã hết ạ. À. Đấy, thấy chưa? Nhịn ăn tuyệt vời như thế đấy. Thầy cho con hỏi, thầy lạnh gan bàn chân là do cái gì ạ? Và có chữa được bằng nhịn ăn không ạ? Cái gì gan bàn chân? Lạnh gan bàn chân. Lạnh gan bàn chân chủ yếu là do thận yếu. Thận thủy đi xuống, tâm hỏa bốc lên. Nhưng mà trong cơ thể, hỏa phải xuống, thủy phải lên thì mới thực hiện được thủy hỏa giao tương. Còn nếu mà hỏa không xuống, thủy không lên, thủy hỏa không gặp nhau thì tim trên này đầu rất nóng và chân rất lạnh là có bệnh. Cho nên phải chữa để cho thủy hỏa giao tương. Bị mẩn ngứa nổi mề đay với bệnh trĩ chữa như thế nào thầy? Người vừa nói rồi, nhịn ăn chữa các bệnh tuyệt vời nhất là dị ứng mề đay, đúng không? Cứ nhịn ăn đi, tuyệt vời lắm, không thể tưởng tượng được đâu. Mấy gì nữa nhỉ? Mề đay mấy gì nữa? Tôi mất rồi. À, với bệnh trĩ. À, bệnh trĩ. Bệnh trĩ thì phải chữa ở trĩ. Nếu trĩ ngoại thì phải dùng có bài thuốc. Tôi có bài thuốc đó nha. Và đồng thời bị bệnh trĩ phải tập thở thật sâu, bởi vì là đại tràng với phế có quan hệ biểu lý với nhau. Cho nên khi bị trĩ là phải chữa phế, và khi mà bị bệnh ở phế thì lại phải chữa ở đại tràng nữa cơ. Thưa thầy, xin thầy hoan hỉ chia sẻ chi tiết 2 tuần nhịn ăn của thầy để chữa khỏi bệnh ung thư. À, đó là lần đầu tiên tôi nhịn ăn. Và có thể nói phương pháp nhịn ăn này được phổ biến chủ yếu bắt đầu từ tôi. Sau đó thì phát hiện ra. Thế thì tôi đi khám thì bác sĩ nói là phải mổ ngay thôi. Chậm một ngày hối hận không kịp. Và sau đó tôi không chữa thì ông bác sĩ nói là chậm 1 giờ hối hận không kịp nữa rồi. Tôi bảo không sao, tôi sẽ tự chữa lấy. Và tôi chữa như thế là gì? Nhịn ăn, nhưng đồng thời tôi luôn luôn nằm để tưởng tượng. Tôi tưởng tượng các cái tế bào lympho, các cái tế bào T của ta là cái tế bào gọi là tế bào tấn công đấy. Thế thì nó giống như một binh chủng đặc công, nó đến nó khám phá, nó đánh tỉa. Rồi các cái hệ thống mà bạch cầu nó đến nó tiêu diệt, và một số các bạch cầu khác thì giống như dân công hỏa tuyến. Thế thì tôi cứ nằm tôi chỉ huy các cái binh chủng bao vây lấy đồn địch, và các đồng chí ở binh chủng này tiến lên, đồng chí binh chủng kia tiến lên, cuối cùng là các đồng chí dân công hỏa tuyến đi thu dọn chiến trường ăn thịt. Thế là không đầy có 2 tuần tôi hết sạch. Khi tôi bị bệnh ung thư thì tôi nói thế này. Thứ nhất là bạn bè mọi người đến lo lắng, động viên, chia buồn tôi. Nhưng mà thực ra tôi toàn phải động viên họ. Chả có gì cả, ung thư là chuyện nhỏ, chả là cái gì đáng lo cả. Thứ hai là tôi nói chuyện với các tế bào ung thư rằng, à các cậu gớm nhỉ, dám đến đây à, được rồi. Đã đến đây thì cố mà sống, đừng có chết vội con nhá. Sống lâu lâu vào để cho hệ thống miễn dịch của ta nó luyện tập. Nhưng mà không ngờ rằng nó chỉ được có 2 tuần nó chết sạch. Đấy. Mong người ta bị bệnh là mong cho nó chóng chết. Tôi bị bệnh là tôi mong cho nó sống lâu. Đấy. Mà mong nó sống lâu nó cũng không sống nổi. Thế mà 2 tuần thì nó hết sạch rồi còn gì nữa đâu mà. Đấy, nó là như vậy. Thì là tôi nhịn ăn không phải chỉ có nhịn ăn không. Nhịn ăn có tác dụng rất tốt. Là gì? Nó giải phẫu không cần dao. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tinh thần ý chí của mình ấy. Nó làm cho cái tế bào ung thư bị tấn công đủ ngoài mặt như thế, cho nên chết rất nhanh. Bác ơi, cháu muốn hỏi là cháu vừa đi hiến máu về. Chuyển máu à? Thì có nên bị ăn không ạ? Vừa đi chuyển máu hả? À? Vâng. Vẫn ăn bình thường. Cứ ăn bình thường đi. Ừ. Cháu
Cho con hỏi ngủ và chảy nước miếng là bị bệnh gì ạ? Uống và chảy nước miếng thường là do bệnh tỳ đấy, bệnh lá lách đấy, chữa nó đi. Nóng gan ăn gì cho hết ạ? Nóng gan thì cho nó mát gan lại, mát gan lại thôi. Mát gan thì có nhiều cách lắm, đúng không? Atiso mát gan bổ thận đó, nhiều lắm, rất nhiều. Nhưng mà gì, gan mà nóng là thận có vấn đề, phải chữa cả thận nữa. Nay mai học về đông y các bạn sẽ thấy, và hạn chế bớt tìm lại. Bệnh ung thư trực tràng vi căn gan có nhịn ăn được không ạ? Có gì? Bệnh ung thư trực tràng đã di căn lên gan có nhịn ăn được không ạ? Nhịn ăn được. Nhưng mà các bạn phải xem. Tôi thấy rất nhiều trường hợp bệnh viện nói là đã di căn, nhưng tôi thấy không phải, không di căn. Nhiều trường hợp người ta nói với ung thư, tôi kiểm tra lại cũng không phải. Có những trường hợp ung thư thật, nhưng có nhiều trường hợp không phải. Cho nên phải thận trọng trong chuyện này. Bị thần kinh phân liệt quang tưởng thì có thể chữa như thế nào ạ? Nhịn ăn rất quan trọng, và cái nội tiết tuyến yên tuyến tùng có vấn đề. Thầy ơi, con bị sỏi ở hai quả thận dày đặc nhiều và mổ tán sỏi liên tục, nhờ thầy bất mệnh rồi. Nhờ con chữa bằng cách nào ạ? Bị sỏi và mổ là cứ mổ suốt đời, mổ rồi lại mổ lại mổ, và tôi nói như thế là chăn nuôi bệnh đấy. Phải ăn sao? Sỏi là gì? Do ta ăn không tốt cho nên là nó kết tủa lại. Nó kết tủa canxi, nó kết tủa vào sỏi. Thế thì phải ăn làm sao nó để không bị kết tủa canxi. Và bây giờ một người thiếu canxi là người ta nói là gì? Do ăn chay. Hoàn toàn không phải ăn thịt mới bị bệnh sỏi. Còn ăn chay không bị bệnh sỏi đâu. Tôi sẽ trong cái giáo trình ăn, trong cái chương dạy về ăn, tôi sẽ nói rất kỹ về cái chuyện là tạo ra sỏi, bệnh suy, bệnh thiếu canxi, loãng xương và bệnh thiếu máu hoàn toàn không phải là do ăn chay, mà ăn chay mới không bị cái đó, ăn thịt mới bị. Chứng minh không ai có thể cãi được một nửa lời. Bệnh tỳ gan yếu làm sao thầy? Bệnh tỳ thì phải ăn cho tốt, ăn cho đúng mà. Đấy. Nhưng mà tỳ và gan cùng yếu là cả vấn đề, cho nên phải uống cái bài gì bổ sung ý khí. Thầy ơi, hạ đường huyết thì trong quá trình nhịn ăn có cần hỗ trợ gì không ạ? Con có phương án nào trị được hết viêm gan B không ạ? Hơi lâu dài. Đấy. Và căn bản là cái quá trình ăn uống trở lại. Đấy. Thì nhịn ăn đi sẽ đỡ, nhiều sau đó phải ăn uống trở lại cho đúng. Thầy chỉ cách tập thở để nhịp tim chậm lại ạ. Có phải thở bằng bụng không ạ? Đúng rồi, thở bụng. Cái khóa đầu tiên mà tôi quá đầu tiên là thanh lọc thân tâm, là thở là đầu tiên. Người thức ăn có hàm lượng vật chất cao hơn nhiều so với nước, nhưng mà người ta có thể nhịn ăn được 100 ngày. Nước uống hàm lượng vật chất ít hơn, nhưng mà chỉ nhịn uống được 7 ngày thôi. So với không khí, nước uống có hàm lượng vật chất cao hơn rất nhiều, nhưng nhịn uống được 7 ngày, còn nhịn thở chỉ được có 5 phút thôi. Đấy, điều đó chứng tỏ gì? Càng nhiều vật chất càng không quan trọng. Nó hoàn toàn ngược với cái chủ nghĩa duy vật. Cho con hỏi cách chữa lá lách ạ. Hả? Cho con hỏi cách chữa lá lách như thế nào ạ? Cái chữa lá lách phải bổ tỳ.
bổ tỳ và gì bổ tim, tim là mẹ của tỳ, hạn chế phế bởi vì tỳ là mẹ của phế, hạn chế gan, gan khống chế tỳ, vân vân. Cho nên người chữa bệnh giống như một ông tướng chỉ huy đánh trận, phải biết là kẻ thù nó có thể từ hướng này, hướng nọ, hướng kia tấn đến, thì ta đánh đi nhưng ta phải lo các hướng đó. Cho nên tôi nói là những cái người chỉ huy quân sự sau khi nghỉ hưu nên đi làm thuốc sẽ rất hay, chữa bệnh sẽ rất hay, có mưu mẹo của cái người đánh trận. Và tôi nói là chữa một bệnh ung thư, thầy thuốc chữa một bệnh ung thư là coi như một vị chỉ huy một trận đánh, chỉ huy cả một chiến lược, quan trọng lắm, chứ không phải chỉ biết vài cái làm không được đâu. Mẹ em bị tiểu đường thì ăn có trị được không ạ? Tiểu đường Tây y xếp vào loại là phải chung sống suốt đời với nó, nhưng với tôi tiểu đường là bệnh không đáng phải chữa. Tiểu đường là bệnh không đáng phải chữa, vẫn khỏi. Khỏi rất nhanh, không có gì là lạ cả, mà bảo làm chắc chắn. Có bỏ tiêm insulin được không ạ? Phải bỏ. Vớ vẩn, tiêm cái đó làm cho khả năng tạo insulin của cơ thể đâm ra lười biếng đi, không được. Tất nhiên là người ta đang tiêm, bây giờ bảo bỏ hẳn là không nên, giảm dần, giảm dần. Còn với chúng ta là không bao giờ tiêm, ngay từ đầu đã phát hiện và chữa luôn theo cách của mình. Mẹ em bị ca giáp giai đoạn đầu nên nhịn ăn không thầy? Tất nhiên, nhịn ăn chữa được mọi bệnh và ngay cái ca giáp cũng nên xem lại nhé. Rất nhiều trường hợp bệnh viện nói ca giáp mổ xong rồi, tôi bảo không phải, tôi kiểm tra hoàn toàn không ca tí nào cả. Con bị bốc hỏa tiền mãn kinh nặng lắm ạ, có cách gì không thầy? À, đó là do cái hoạt động của cơ thể không đồng bộ. Những trường hợp ấy phải xem cụ thể là nó bốc vì cái gì, thường là gan và thận đấy. Thế nhưng mà còn ngoài ra còn xem các cái nguyên nhân khác nữa, đặc biệt là tâm lý, tình cảm. Con bị cắt túi mật, nhịn ăn được không thầy? Được. Vậy làm cách nào để chữa tiểu đường? Thế nào giữa tiểu đường hả? Bây giờ phải nói tiểu đường do cái gì gây ra đã. Chúng ta phải truy nguyên nhân, tìm được nguyên nhân chữa. Tiểu đường là do ăn sai, ăn nhiều thịt quá, làm cho cái tỳ nó hoạt động quá mức, nó liệt đi, không tiết được insulin nữa. Đó là tiểu đường cấp 1. Còn ăn cả thịt lẫn đường với sữa, vân vân, tức là quá dương, quá âm. Cho nên là gì? Làm cho các nội tạng nó suy đi. Vì vậy thì tiết ra nhiều insulin, thế nhưng mà cơ thể không vận dụng được, thì bây giờ là phải ăn sao cho nó đúng. Cho nên là ăn uống quan trọng lắm, ăn uống quan trọng lắm, có làm thay đổi cả con người. Rồi, biết ơn. Dạ, biết ơn thầy. Chắc là bây giờ nhờ em Duyên chiếu một cái số clip mà người thương mà bị gút mà đi năm bệnh viện này, đi năm bệnh viện này, rồi vừa rừng gọi này, rồi cũng như là những người bị ung thư, những người bị này kia khác nọ đó, vừa rừng gọi hoặc là trải nghiệm thanh lọc nó đã có kết quả. Xin thưa là một nhà khoa học Canada, ông đã nghiên cứu về cái insulin và ông đã chế ra cái thuốc để mà chữa bệnh tiểu đường. Ngay sau đó một thời gian ngắn, ông ta được nhận ngay cái giải thưởng Nobel y học. Nhưng từ khi ông nhận giải thưởng Nobel y học về vấn đề tiểu đường đến nay, gần một thế kỷ rồi, chưa hề có bất cứ một bác sĩ nào trên hành tinh này chữa được một bệnh nhân tiểu đường nào cả. Trong khi tôi chữa hàng chục người, chả tốn cái gì cả. Dạ, rất là tuyệt vời. Dạ. Cho nên tôi mới nói tiểu đường là bệnh không đáng chữa, không nên dùng từ chữa vào đấy. Vâng, tiểu đường nhìn anh, thưa thầy, tiểu đường nhìn anh là 3 ngày, là 5 ngày là ổn thôi mà.
Thì trường gọi rất là nhiều người thực hành như vậy. Hay là tận vì suy nghĩ mâu thuẫn, hay bốc hỏa, mồ hôi, chưa thuyết phục được cháu những ăn. Thì nó hay nóng giận à? Vâng, hay nóng giận, suy nghĩ mâu thuẫn. Nó bị bệnh gan đấy. Uống atiso cho nó mát gan nó lại. Nó thương can mà, bị bệnh gan. Thầy ơi, con chỉ ăn một bữa trưa trên ngày luôn được không thầy? Và có tác dụng chữa bệnh không ạ? Cũng tùy. Cái phái mà Nam Tông ấy, họ ăn một ngày một bữa, nhưng mỗi bữa là một cái chậu quá to, tôi phát sợ lên. Như thế thì chỉ cố để giữ lấy cái số một bữa thôi, mà thà rằng là ăn nhiều bữa, mà cái số đó chia ra nhiều bữa, thì lợi hơn nhiều ăn một bữa. Cho nên không thể kế một bữa hay hai bữa hay ba bữa được, mà là ăn như thế nào, ăn bao nhiêu, ăn những gì, cái đó mới là quan trọng. Thầy cho con hỏi, thanh lọc thân tâm để phát triển tâm linh thì nên nhịn ăn và duy trì chế độ ăn như thế nào phù hợp ạ? Ăn theo quân bình âm dương, ăn theo thực dưỡng. Ngày xưa người ta nói rằng Hippocrates nói rằng thức ăn là thuốc, thuốc là thức ăn. Nhưng bây giờ thì chỉ có thức ăn là thuốc chứ thuốc không phải là thức ăn. Đấy. Và đầu thế kỷ rồi tôi nói là người ăn chay là tốt. Nhưng bây giờ ăn chay cũng chưa tốt đâu. Tôi biết rất nhiều sư bệnh đìa ra. Sư ăn chay nhưng bệnh ghê gớm lắm. Bởi vì ăn không đúng âm dương. Cái quan trọng là ăn đúng âm dương cơ. Cho nên phải ăn theo thực dưỡng. Thực dưỡng là quân bình âm dương. Đấy mới là cái cao nhất. Hôm nay tôi có một người bạn bị bệnh, đi đến bệnh viện để khám bị tiểu đường. Đi rất lâu, tôi bảo thôi đi xong về đây nhá. Ông về, tôi bảo ông đến đây ông ở tôi 2 tuần hết, chả cần phải chữa gì nữa. Thầy cho con hỏi, thanh lọc thân người béo phì phải làm sao để có kết quả tốt? Thanh lọc gì? Thanh lọc cho người béo phì phải làm thế nào để có kết quả tốt? Cho hết tôi nói là người béo phì thường là rất thiếu chất. Các bạn nghe có lạ không? Tôi đã thấy một cái cô sinh viên nặng 80 mấy cân, cao có hơn 1,5 m rồi, nhưng mà bị thiếu máu trầm trọng. Tôi nói thiếu máu mọi người cười, tôi bảo đây này, triệu chứng thiếu máu là như thế này, như thế này thì mọi người thừa nhận. Đấy. Cho nên là gì? Người béo phì không phải là người thừa chất hoàn toàn. Rất thừa nhưng cũng rất thiếu. Cho nên phải xem sao để đưa cái gì thừa thì tải đi, bỏ đi, và cái gì thiếu phải thêm vào mới đúng. Và tốt nhất là gì? Nhịn ăn. Nếu như không nhịn ăn được thì ăn cạo lứt một thời gian, giảm cân rất nhanh. Thầy cho con hỏi, 15 tuổi ăn rất nhiều mà vẫn gầy thì bị làm sao ạ? Đi khám thì không có bệnh gì. Cái dạ dày nó hơi hỏa. Làm sao cho nó âm bớt đi. Ăn nhiều vẫn gầy, ăn rất khỏe vẫn gầy là như thế, là một. Thứ hai là ở cái tuổi 15 là nó vừa mới thoát ra cái giai đoạn phát triển xương, cho nên nó gầy lắm. Trẻ con mà béo là vứt đi, trẻ con phải gầy rồi sau đó nó mới bù lại, chứ mong cho những đứa con nó béo ốp ịch là vứt đi rồi không ra cái gì cả đâu. Thưa thầy, làm sao phương pháp nhịn ăn kỳ diệu này được công nhận và lan tỏa sâu rộng vào học đường và cộng đồng? Vấn đề là chúng ta phải phổ cập tuyên truyền cho mọi người là trách nhiệm của chúng ta, còn thực hiện hay không là trách nhiệm của họ. Ta cứ làm, và có nhiều những cái người nhịn ăn khỏi bệnh như các bạn đã nêu nói thì người hàng xóm sẽ giật mình, không cần phải động viên họ nhiều. Giải thích cho họ, động viên họ, cho họ đến mức độ nào đó. Nếu họ không nghe, tốt nhất đừng có dài dòng, không nói nữa, giúp người bên cạnh. Để cho người bên cạnh người ta khỏi bệnh thì tự nhiên người ta sẽ bỏ đến cầu cạnh mình thôi. Không. Thầy có thể giới thiệu về lớp học của mình. Thế mà đấy, thì
cái lớp các cái khóa học chúng tôi là dạy rất nhiều về cái đó đấy. Khóa 1, ngay khóa 1. Thưa thầy, biện pháp nào để phòng chữa bệnh COVID? COVID tôi chưa được tiếp xúc, nhưng mà suy cho cùng nó là thế này. Cứ để ý xem trên thế giới nước nào bị nặng. Những anh giàu, Mỹ bị nặng nhất. Sau đó đến Ý, sau đấy các nước phương Tây ăn nhiều thịt. Ấn Độ nghèo nhưng mà qua cái lễ hội giết mổ ăn quá nhiều cho nên bị. Còn ta bây giờ những người nông thôn không bị được, thành phố mới bị. Và tôi vẫn thường nghĩ này, COVID chưa đến đây, chưa đến đây chả vào cơ quan tôi được đâu. Bởi vì chúng tôi ăn uống rất đầy đủ, rất đúng mức. Cho nên là gì, hệ miễn dịch rất cao, COVID không thể vào được. Thế ngoài ra khi đã bị rồi thì có mấy cách này. Là mới chữa bị thì nên dùng các cái nước uống bằng gì? Bằng tỏi, nghệ, gừng, xả, vân vân. Uống và xông. Nếu bị nặng nữa thì có thể dùng các bài thuốc. Tôi có đăng bài thuốc về cái cách chữa đối với những người mà bị COVID nặng. Các bạn đọc ở trên gì nhỉ? Trên cái fanpage của tôi. Fanpage. Đó. Con sẽ gửi link fanpage của mình lên trên. Cái bài đó vừa mới đăng xong thì đã có 4-5 người đọc luôn rồi. Thầy ơi, bị F0 COVID nhìn ăn có chữa được không ạ? Bị gì? Bị F0 thì nhìn ăn có chữa được không ạ? F0 á. F0 không phải là một loại bệnh mà là cái người bệnh đầu tiên dẫn đưa đến. Thế thì COVID nào cũng là COVID thôi. F0, F1 là người ta quy định theo cái kiểu đó. Theo cái kiểu để đánh giá là người từ đâu đến, người bắt đầu hay là những người sau. Chứ còn không phải F0, không phải là loại bệnh. F0 là loại ta ký hiệu thôi. Thầy cho con hỏi, thái hóa đốt sống cổ, gối, khuỷu chân, tay, tê chân, lạnh tay chân, sáng ngủ dậy cứng tay chân, gối thải độc, chân gối, đầu gối, đầu thải gối. Độc nhịn ăn có ảnh hưởng không ạ? Thải độc gì? Thải độc nhịn ăn có ảnh hưởng xương không ạ? Sẽ đau hơn, nhưng mà đấy là điều đáng mừng, nó thải ra. Và tôi xin nói rằng cái gọi là thoái hóa cột sống với cổ không phải đâu, chủ yếu là khí. Nếu thái hóa thì đau mãi mãi, nhưng mà gì, vận động một lúc thì nó đỡ đau thì rõ ràng là khí thôi, làm cho khí lưu thông là hết thôi. Mà Tây y hoàn toàn không hiểu tí gì về khí, và thậm chí người ta còn phản đối khí nữa, cho nên người ta không thể nào có thể hiểu được những bệnh này, và do đó không bao giờ chữa được. Dạ, yeah. Vâng, biết ơn thầy. Chắc là xin mời em Duyên ạ. Xin mời em Duyên chiếu một số cái clip mà vừa cái người thương mà đã có, mà có cái kết quả kỳ diệu như thế nào. Và xin thưa với cả nhà là rừng gọi. Dạ, rừng gọi Sam là đã em đóng clip đăng ký rồi. Ăn cơ thể như có con gì bò trong người. Như con gì à? À, bị bệnh khớp như thế thì nếu mà bị bệnh bò như thế thì chiếu đèn hồng ngoại vào. Cái đèn hồng ngoại tuyệt vời lắm đấy. Đấy. Thế và nói chung bị xương khớp thì phải chữa thận. Cứ xương khớp mà chữa chẳng bao giờ khỏi đâu. Thận khai khiếu ra xương, thận khai khiếu ra tinh, tủy, xương, răng, tóc. Thầy ơi, người bị giãn phế quản không ngủ được do đờm cổ có cách nào chữa không ạ? À, không ngủ được có nhiều nguyên nhân lắm. Cho con đọc lại ạ. À, người bị giãn phế quản. Giãn phế quản. Không ngủ được do đờm cổ. Do gì? Do đờm nhiều trong cổ. Có cách chữa không ạ? Bệnh nào cũng phải chữa và sẽ chữa được. Nhưng mà trong trường hợp ấy là phải chữa cho nó hết đờm đi thôi. Uốt nhiều. Hít các cái hơi cho nó tan đờm ra, vân vân. Đó. Còn ngoài ra mất ngủ thì do nhiều nguyên nhân lắm. Mà cái nguyên nhân quan trọng nhất, phổ biến nhất là gì? Mất quân bình âm dương. Cho nên những người mất ngủ hãy đi chân trần xuống đất đi. Tôi đã chữa cho một người mất ngủ đến mức độ muốn tự tử, mà chỉ có
qua một đêm thôi họ ngủ như chết, bắt họ dẫm chân trên sỏi đá. Thầy ơi, em trai con bị quay bị và vô sinh, có phương pháp nào trị không ạ? Cái đó thì khó đấy, bị vô sinh do quay bị thì hơi khó chữa đấy. Tốt nhất là phải đề phòng từ trước để không bị thôi. Thật yếu vậy chữa như thế nào ạ? Chữa như thế nào thì có cách đơn giản là làm cho thận khỏe lên. Nhưng mà thận là cái cơ quan bị bệnh nhiều nhất trong cơ thể. Tôi đi chữa bệnh cho biết, kể cả những người biết mình bị bệnh thận cho đến những người không biết mình bị bệnh thận thì thận cũng vẫn yếu. Mà điều này, cơ thể chúng ta nó vô cùng tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức mà có thể nói như thế này. Thận suy 85% không làm việc được thì còn lại 15% nó gồng lên nó làm việc lọc máu để cho ra máu bình thường. Mà Tây y muốn xét nghiệm thận là phải xét nghiệm máu, không có creatinine kết luận là khỏe, nhưng nó đã suy 85% rồi. Đến 90% không thể cố được nữa thì không lọc được thì bây giờ Tây y mới phát hiện được. Cho nên tôi nói Tây y chưa đủ trình độ để làm việc với con người đâu. Con người tinh vi lắm, con tất cả các cơ quan ta nó tuyệt vời lắm, nó làm việc. Mà gì, rất nhiều trường hợp tôi nói bị thận yếu rồi, tim yếu rồi, họ bảo không phải, nhưng mà 3-4 năm sau bắt đầu mới bị, nó là do đó. Đấy. Cho nên là gì, thận suy mà đã ấy được, hầu như người ta đoán mò thôi, chứ còn không xét nghiệm creatinine là không có gì gặp được. Chỉ khi nào suy 90% thì bắt đầu mới phát hiện được. Mà phát hiện được rồi thì là người bệnh chuẩn bị gì, chút hơi thở cuối cùng. Trong cái quyển Thế nào là văn hóa sức khỏe, tôi có nêu một trường hợp một bác sĩ Tây y của loại cây cao bóng cả, mà khi bị bệnh không biết bệnh gì, đến bệnh viện hiện đại nhất suốt 3 tuần lễ không phát hiện được bệnh gì, nhưng gọi điện cho tôi nghe một cái thì tôi linh cảm thấy ngay rằng là người này đã bị bệnh suy thận, chữa ngay không thể chết. Nhưng mà cuối cùng thì họ lúc đầu báo thì họ bảo không phải, họ bảo không, cứu chữa hướng nó đi, chết đến nơi rồi đấy. Thế cuối cùng thì họ mới phát hiện đúng là bị bệnh thật, thì người đó chết. Thì người ta có khen giỏi, tôi bảo không. Khi khám bệnh, cả cơ thể tôi gồm 80.000 tỷ chi tiết, trong khi cái máy kia vài chục chi tiết. Cái máy này là sản phẩm của Thượng Đế, cái máy kia là sản phẩm của máy này. Cái máy kia chỉ có bật tắt cái máy này ngoài bật tắt ra còn có tình cảm, còn có trách nhiệm, còn có tình thương. Cho nên máy kia không thể nào, ngàn đời không thể nào so sánh được với cái máy này. Cho nên cái máy này nó tinh vi, nó chính xác là thế. Vâng, cảm ơn thầy. Rất là tuyệt vời. Con xin phép đọc nốt câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng đi. Bị vẩy nến nhịn ăn có hiệu quả không thầy? Cái gì? Bị vẩy nến. Cái này nói rồi. Đầu tiên là nhịn ăn chữa được các bệnh vẩy nến, dị ứng và viêm nhiễm ngoài da. Tuyệt vời nhất. Yeah. Vâng, tuyệt vời. Rất là biết ơn thầy. Yeah. Yeah. Còn nhiều lắm. Rất biết ơn thầy. Gặp nhau chúng ta sẽ trao đổi. Nhưng mà thế này nè, kính mời thầy. Cuối cùng thì này, xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xong, và nhưng mà thế này, đưa nhớ thầy rất nhiều câu hỏi để tôi có dịp được trao đổi với đông đảo mọi người trong cộng đồng. Vâng, cảm ơn các bạn ơi, và xin tạm kính biệt. Kính mời thầy nè, kính mời thầy nán lại vài phút đỡ mà có thể là con báo cáo. Em Dương ơi, em Dương có thể báo cáo mở lên các cái clip mà vài clip mà người thương đã hết bệnh đó, vì nhìn ăn thanh lập rừng gọi như thế nào để báo cáo thầy với người thương. Và cái khóa thanh lập rừng gọi 3 ngày cố định từ ngày 1, sáng ngày 1 là bắt đầu thì đã đóng link rồi. Hơn 200 người tham gia đăng ký. Tuy nhiên mà những ai mà đã qua thanh lập rừng gọi và đã đọc cái điều kỹ rồi thì có thể cảm ơn mọi người nha, đã lắng nghe. Đây nè, con gửi cái đường link cho mọi người. Rồi. Thì đã đóng link đăng ký rồi, nhưng mà những người thương mà đã đọc tài liệu kỹ và đã có tham gia thanh lập rừng gọi rồi thì có thể là ngày mốt tham gia cùng. Thì có thầy Vượng này cùng với các cái thầy Mít rồi thầy bác sĩ Hưng ba rồi rất là nhiều người sẽ tham gia cùng với chúng ta, sẽ đồng hành. Tiến sĩ Loan Hoàng Loan cũng tham gia. Rồi xin mời em Dương báo cáo với thầy một vài cái thông tin ngắn đi em. Một vài clip. Em xin gửi lên đây
một vài cái clip mà người thân của chúng ta đã chữa lành thông qua quá trình nhịn ăn ạ. Dạ, và con nhắc lại là cái khóa mà 3 ngày rừng gọi hàng tháng là hơn 200 người đăng ký là đã khóa rồi, đã đóng link rồi. Chỉ có dành cho những người nào mà đã qua thành lập rừng gọi và đọc kỹ tài liệu thì có thể xem xét à, ngày mốt bắt đầu. Còn người nào mà mới thì hoàn toàn thì không à, không tham gia được. Dạ, vậy chúng ta bắt đầu xem nhé. À, cái người mà đã chạy thận như thế nào ạ? Cơ thể ngoài Hà Nội là 3 ngày và hôm nay về là ngày thứ 17 rồi. Em vẫn thực hiện chương trình nhịn ăn 19, hôm nay là 19 ngày. Còn 2 ngày nữa mới hết kết thúc chu kỳ mình nhịn ăn 21 ngày để đảm bảo sức khỏe. Trong 21 ngày qua thầy ạ, tức là 19 ngày qua thì nói chung về sức khỏe thì ăn vẫn khỏe hơn, những cái thời gian chạy thận ạ. Có mẹ con nằm đây em chia sẻ rất thật. Tức là không những thể dục này, ăn uống này điều độ mà không nhịn ăn giống như là ăn uống bình thường đâu. Chỉ có thỉnh thoảng uống ngụm nước thế thôi, có nước. Thế sau khi uống xong thì An vẫn tập thể dục 11 mà 6939 là khí cấp của thầy đó. Rồi là ngủ nghỉ là vẫn đúng giấc đó. Thế cách đây khoảng một tuần An có đi chạy lên Tân Kỳ chạy xe ăn thử sức An đấy. Hôm nay là An nhịn ăn thứ ngày thứ 10 sang ngày thứ 10. Lên cách thị trấn Cửa ngày xưa bây giờ mình gọi là thị trấn đấy. Cách khoảng 10 cây nữa thì trên xe đi được 3 người thì 2 người vợ chồng thì tội quá đi. Anh bảo thôi ta nghỉ tới ăn thì An đồng ý với An để cho An ăn, à cho anh chị ăn chứ thực ra An không ăn. An ngồi đấy cùng ngồi mâm cho anh chị vui. Thế mà đến khi hôm sau khoảng gần ăn xong em mới tiết lộ là nói thật với anh chị là hôm em đi nhịn ăn đi với anh định là em rất đi là em khả quan từ sức khỏe cách thành. Còn mọi cái em chiếu một ít với em ạ. À, cái nào ngắn 1-2 phút thì thôi. À, đó mình giới thiệu sơ qua thôi. Không có chiếu dài. À, đặc biệt là cái clip mà của mà người bệnh gút mà đi năm bệnh viện đó vừa đó. À, trong vòng 2 phút em. Dạ vâng. Mọi người đợi em một chút. Em sẽ mở lại. À, thưa với người thương thì người thương nào mà muốn quan tâm thì cứ vào trang Thanh Lập Rừng Gọi hoặc là rừnggoi.com. Đây là YouTube Thanh Lập Rừng Gọi là sẽ có hàng rất là nhiều, hơn nói chung là hơn 100 người thương mà có những cái bệnh nan y đã chia sẻ trên đó rồi. Thì quý vị cứ tìm thì nó sẽ ra thôi ạ. Nói chung là có hàng nghìn người nhưng mà không phải ai cũng chia sẻ hết, cho nên là những người nào mà rất là can đảm và vượt qua cái vấn đề lo ngại thì sẽ chia sẻ, sẽ lan tỏa. Em không thấy cái mà thôi thì em cứ bấm cái mà ba đó cái tổng em cái clip mà tổng mà ba người hai người chia sẻ đó. Dạ, tổng hợp ba cái kết quả vi diệu đúng không ạ? Vâng. Mời em ạ. Có chị Mai với lại hai người thương nữa đúng không ạ? Rồi mở đi em. Vâng ạ, xin chào thầy và các người thương ở trong Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Xin chia sẻ là Mai là một học coach và là một huấn luyện viên về yoga và có đào tạo về dinh dưỡng và cũng như là hướng về trị liệu tự nhiên. Video cũng hả về cười, về yêu thương, về sống tỉnh thức. Thực sự cái xu hướng về y học bổ sung hay là y học thay thế thực sự nó là một cái bộ môn khoa học. Có khi Mai học chương trình về học coach tại Mỹ đó, thì ở đó là có nguyên một cái gọi là hiệp hội trị liệu không dùng thuốc IADP của Hoa Kỳ và hướng con người ta trở về lại cái việc là thực sự là từ cách ăn uống rồi về dinh về cái tinh thần và ở trong đấy cũng nói về hai cái phần dinh dưỡng, đó là dinh dưỡng vật chất và dinh dưỡng tinh thần. Giống như ở đây khi mà chúng ta không ăn uống có nghĩa là chúng ta cái phần dinh dưỡng vật chất của chúng ta là về không rồi. Thì có một cái điều rất là hay khi mà Mai nhìn vào cái giáo trình của rừng gọi thì Mai thấy quá là tuyệt vời. Vì nó là những cái điều mà thực sự Mai mình cũng làm trước nay nhưng mà đưa vào để mà tập trung cho một khoảng thời gian như thế và thực sự nó rất là miên mật đó. liên tục và để mọi người cảm nhận được cái sức mạnh, bởi vì trong khoa học của yoga với trên 2500 năm thì nói rằng là cái vấn đề của sức khỏe của bệnh tật thì nó đến từ hai yếu tố, đó chính là thiếu tình yêu thương và thiếu cái sự tỉnh thức. Thì ở đây nó không phải
Tôi là Trần Ngọc Dân, hiện là ở Tây Ninh, năm nay là 63 tuổi. Cũng báo cáo lại trong quá trình nhân ăn đó là nhịn khô 3 ngày trong cái khóa mà của rừng gọi đó. Thì trước đây đó thì tôi có bị là một là đau lưng là ảnh hưởng là cái sỏi thận của tôi rất là lớn. Trước khi nhịn ăn là tôi có trước dịch đó, tôi có đi nội soi là nó lên khoảng 27 ly 28 ly. Thì cái thứ hai nữa là tôi có một cái mục nhọt mà nó cứ hành đi hành lại nay cũng khoảng mười mấy năm rồi, bắt đầu lúc trước lấy ra như nó không hết cái cùi ra, cứ lâu lâu cái nó phù lên bằng tay cái rồi đó. Rồi tôi lấy cọt tia dòng tôi xức thì cái bắt đầu nó xẹp xuống bình thường, nó xẹp xuống còn cứng nằm đó. Rồi cứ chừng tháng nửa tháng cái nó phù lên mà tôi xức nó xẹp xuống không cho ra cùi. Và cái thứ ba nữa là bắt đầu là tôi thường là nó đau lưng nó đau dữ lắm. Thì quá trình nhịn ăn là tôi thấy hiệu quả là trong có 3 ngày thì tôi thấy một là cái mụn nhọt giờ nó tiêu rồi, nhọt là giờ nó không có đụng nữa. Chứ mà là ngầu kiểu này mà nó cắn xuống cái ghế rồi là nó cũng đau đó. Ngầu cũng phải ngầu nghiêng đó. Giờ là ngầu thoải mái. Thứ hai là nó không một sỏi không còn đau, nghe không còn đau nhưng mà không biết là giờ là nó còn bao nhiêu ở trong thì mình không có biết, không có siêu âm không biết, nhưng mà đau lưng thì hết đau đó. Cái thứ ba cái tuyệt vời đó, là mình cảm giác đối với thiên nhiên rất là mến, là yêu thiên nhiên. Đó là cái những cái cảm giác mà tôi mới có nhịn khô 3 ngày mà tôi thấy những cái tuyệt vời đó, nên nó là qua nhịn khô tôi thấy là nó hiệu quả vậy đó. Tôi chắc thể là tuyên truyền phổ biến cái này cho những cái người thương của tôi, những người thân của tôi đã tiếp tục là theo rừng gọi, để rồi là tiếp tục là mình nhịn ăn để rồi là chữa bệnh. Và xin cảm ơn thầy, cảm ơn các người thương. Vâng, tuyệt vời. Em có vấn đề về bệnh trĩ, bị đau nhức các khớp tay và em bị dạ dày đó, thì nó cứ âm ỉ nó không có cái vấn đề giải quyết triệt để được, thì em tham gia để xem như thế nào, thì em quyết định là nhịn khô luôn, tại vì thầy Phật nói là nhịn khô thì sẽ thanh lọc được tốt nhất, và em quyết định nhịn khô luôn. Thì ngày đầu tiên em nhịn tới 1-2 giờ luôn, em cũng không có cảm thấy đói, tại mình cũng đã có sự chuẩn bị tinh thần rồi, mình đã có chủ động để mình nhịn ăn rồi, cho nên là nó không có mệt mỏi gì hết, nhưng nó êm luôn à. Thì em đã vượt qua được 3 ngày, nhưng mà sau 3 ngày đó thì em càng ngày những cái vấn đề về bệnh lý của em là khớp hay trĩ hay bao tử thì là không có vấn đề hết luôn, không còn bị gì nữa hết á. Với lại em chia sẻ với mọi người là khi mà cơ thể nó lên tiếng thì mình giao tiếp với lại cơ thể, mình xin lỗi, mình biết ơn và mình nói với là bạn cơ thể đồng hành với mình thôi, thì mình sẽ vượt lên được chính mình. Ngoài thanh lọc thân và những bệnh hay là những độc tố tích tụ trong cơ thể mình thì ở rừng gọi và thầy thuật có một cái năng lực và năng lượng rất là chữa lành rất là cao. Vì trước cái ngày em thanh lọc một ngày thì em có bị một vấn đề hơi bị oan á, oan ức á, cho nên là tim của em nó quặn thắt à, nó ấm ức mà nó đau mà nó nặng mà nó coi như là từ trước tới giờ là chưa bao giờ mình bị quặn ức mà nặng lòng đau lòng đến như vậy luôn á. Thì cái ngày hôm trước là em vừa bị cái sự việc đó, thì qua ngày hôm sau buổi đầu tiên luôn á là em được thầy thuật hướng dẫn thiền cùng với mọi người trong thanh lọc rừng gọi. Và buổi sáng 5 giờ sáng là thiền biết ơn bạn cơ thể và lắng tâm lại vậy đó. Thì sau khi mà được qua cái buổi thiền với thầy á, là coi như là mọi cái trong cơ thể của em, những cái đau, những cái quặn thắt, những cái khó chịu, những cái bức bối, những cái đau khổ dằn vặt của em bao nhiêu năm nay, nhiều cái nó dồn lại từ hôm trước là nó đều tan biến hết luôn, nó tan biến hết tất cả luôn. Thì em có giao duyên tới một chị Linh, là chị bị Parkinson, là đã điều trị ở Việt Nam qua tới Singapore luôn, là con số tiền cũng ngoài tỷ rồi đó. Thì bệnh thì càng ngày thì càng nhiều càng nặng, thuốc thì càng ngày càng tăng, không uống thuốc thì cơ thể là nó cứ co giật là không có đi đứng gì được hết. Thì chị tin em,
chị vào Thanh Lộc đọc được các tiếp nhân viên với chị, thì chị vào Thanh Lộc thì tới ngày hôm nay là được 10 ngày. Thì 3 ngày đầu tiên là chị đã cắt thuốc từ 6 ngày một lần, giờ còn 3 ngày một lần. Và mỗi ngày em gọi cho chị, bây giờ chị giống như là cảm ơn em dữ lắm, cứ gọi cảm ơn em hoài luôn, ngày nào cũng gọi cho em, ngày nào cũng gọi cho em hết trơn, ngày nào không gọi là không được. Mà mỗi ngày em nghe tiếng của chị thì càng ngày thì nó càng trong hơn, nó khỏe hơn, nó đỡ bị hụt hơi hơn, và cái tinh thần của chị nó cũng lạc quan hơn. Tại hồi trước chị cứ sợ chết, chị sợ bị dịch rồi bệnh của chị càng ngày càng nặng vậy đó. Thì giống như là em thấy em cứu được một người luôn á. Dạ rồi, cảm ơn em Duyên, và xin chắc là clip cuối cùng rồi, còn lại để cho người thương có thể là có chia sẻ thêm một tí. Clip cuối cùng của người thương này là rồi là người mà đi Nam bệnh viện và vào rừng gọi đó. Đã có người thương nào mà muốn vào rừng gọi thì cứ vào trang YouTube Thanh Lập Rừng Gọi, thì nó có mấy trăm clip đó, cứ mình tìm ra thôi. Thì đây là bệnh gút này nặng đã hồi sinh như thế nào. Mình có nghe được tiếng không ạ? Mình có nghe được tiếng không ạ? Không nghe được âm thanh đâu ạ. Dạ. Thầy phải chia sẻ âm thanh. À. Chia sẻ file và chọn tích và chia sẻ âm thanh đi. Rồi. Âm thanh rồi. Người thương. Vẫn không có tiếng ạ. Được chưa em? Dạ chưa. Không có tiếng thế ơi, chắc phải mở mic luôn đi. Dạ. Có chứ em. Có chưa em? Rồi. Có chưa em? Không có tiếng. À rồi, thôi thì tạm dừng lại ở đây. Nhưng mà thôi thì nói ngắn thôi, thì câu chuyện này là cái bạn này là vừa rừng gọi trong cái mùa dịch, mùa Covid như vậy, và vừa rừng gọi như vậy thì thứ nhất là cách ly tại rừng gọi. Thứ hai nữa là bạn trước khi vào rừng gọi là bạn đi bệnh viện Chợ Rẫy, bạn lấy thuốc, và như vậy thì trong vòng hơn 3 tháng như vậy thì cái chân của bạn là không hề nhúc nhích được, và bạn bị gút nặng đến mức độ như vậy, sưng và chân là không có cọ quậy được. Nhưng mà khi mà vừa rừng gọi rồi thì là bạn nhịn ăn tới ngày thứ 5 thì là nó có những cái biểu hiện rất là tuyệt vời, nó đào thải độc tố và thấy rất là rõ. Thứ 5, thứ 6 và ngày thứ 10 như vậy thì bạn đứng được, và chân là ngày thứ 6, thứ 7 trở đi là bắt đầu nó co được, và từ ngày thứ 10 là bạn đứng dậy được, và ngày thứ 12 là bạn đi từng bước được, và ngày thứ 15 là bạn đi bằng cái nạng, và từ ngày thứ là bắt đầu là ngày thứ 30 là bạn lên xe bạn lái đỡ bạn đi vờ Quảng Ngãi, hoặc bạn vờ vơ của bạn. Đó là một cái câu chuyện rất là tuyệt vời. Khi mà bạn vờ thì bạn ở trong vùng Covid vờ như vậy thì con phải là người đầu tiên ra xe đỡ cổng bạn vào đỡ mà bạn cách ly. Và như vậy thì con là hoàn toàn không có ngại Covid rồi, chắc chắn là không ngán ngại rồi. Nhưng mà cái điều mà vi diệu tuyệt vời đó là đi năm bệnh viện và rất là nhiều tháng mà chân không có nhúc nhích được, mà dùng thuốc tây như vậy, nhưng mà khi vào rừng gọi là nhịn ăn 2 tuần như vậy thì bạn đứng dậy đi được, đây là một cái điều kỳ diệu. Và sau đó là lên xe lái xe được, đi đường dài luôn. Thì đây là những cái câu chuyện rất là kỳ diệu đã xảy ra. Còn những người mà đã nhịn ăn 2 tuần đã hết ung thư, những người mà đã nhịn ăn 10 ngày 11 ngày đã hết những cái bệnh mà kỳ diệu như thế nào, thì mọi người cứ vào trang rừng gọi.com đọc, thì nó sẽ có những chia sẻ, có hình ảnh, có những cái tên tuổi rất là cụ thể. Rồi xin cảm ơn cả nhà. Bây giờ cũng đã là 10:15 rồi, em nghĩ là buổi Zoom hôm nay của chúng ta kết thúc ở tại đây cũng được rồi ạ. Mọi người có cảm thấy là mình đã nhận rất là nhiều kiến thức trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Rồi, nhưng mà thế này, trước khi kết thúc thì nếu mà có ai phát biểu hoặc là có ai mà không phát biểu được thì tối nay ngủ không được thì vui lòng giơ tay lên phát biểu còn ưu tiên cho những người nào mà nếu mà ngày mai sáng mai phát biểu được thì sáng mai, còn lại mà tối nay mà không có phát biểu thì không có ngủ được, cảm thấy nó bức rất khó chịu thì vui lòng phát biểu.
xin có 5 phút để mà mời những người thương nào mà thật sự mong muốn được phát biểu. Mỗi người có thể là một phút ngắn gọn. Dạ. Con nghĩ rằng là tối nay cũng sẽ có rất là nhiều người giống như là em Tâm Vũ nè, rồi tiến sĩ Lân nè, chú Chính nè, có Trăng, rồi chị Hằng, rồi tiến sĩ Thúy nè, rồi thầy Thảo, rồi cô Ngô Thường Anh, tức là có thể là đó, rồi chị Chanh Thi hả? Rồi mỗi người một phút thôi nha. Bây giờ là mỗi người một phút, cho nên là 5 người 5 phút thôi à. Rồi xin mời người thương đi. Dạ. Dạ, chị nói dạ, đi ạ, em mở mic cho chị rồi ạ. Dạ. Dạ, người thương nào mà phát biểu thì vui lòng giơ tay lên và bật mic, bật camera, micro. Dạ, chị mở mic đi. Dạ, ok. Dạ, em chào thầy ạ. Dạ. Dạ, thầy, thầy cho, tại vì em là cũng mới tham gia cái khóa này, thành ra em chưa có hiểu rõ đó, thầy cho em... cũng được thanh lọc và nhờ lên em bị béo phì á thầy, thì em phải thanh lọc như bước đầu là như thế nào thầy ạ? À? Không, bây dạ. Giờ là không có trả lời, bây giờ là thời gian đã hết rồi và đã đóng cửa rồi, những người mà chưa có đọc tài liệu thì không có được đâu, phải đọc tài liệu dạ. Đi, bây giờ cứ vào cái nhóm rừng gọi đó rồi đọc tài liệu, chứ còn bây giờ là ngày mai, ngày mốt đã bắt đầu rồi mà chưa có đọc tài liệu rồi, chưa sẵn sàng thì không đâu, trả lời rất là tốn thời gian đó. Cho nên là trước mắt là phải đọc tài liệu, rồi phải có niềm tin, rồi sau đó thì mới đăng ký tham gia. Người thương có thể là đăng ký tham gia khóa tới hoặc là tham gia dự thính á. Thì tham gia dự thính thì mình có thể là mình biết cách thì mình có thể là nương vào đó, mình nhịn ăn, mình ăn ít lại. Mình chưa nhịn thì mình thực hành, mình ăn ít lại, mình ăn nhạt lại. Thì cứ tham gia dự thính cũng được, cứ vào cái nhóm rừng gọi hồi nãy thầy có gửi lên á. Yeah. Vào cái đó đi ha. Rồi. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn thầy. Những người mà sáng ngày mốt á, những người mà sáng ngày mốt tham gia chính thức là những người đã phải đọc tài liệu kỹ rồi, không còn câu hỏi nữa, và những người đã tham gia thành lập lần gọi rồi thì bây giờ thì còn có thể xem xét, chứ còn là những người mới hoàn toàn là đã đóng link rồi. Dạ. Chúng ta có Zoom mỗi buổi sáng đi ạ. Các anh chị có thể vào mỗi buổi sáng từ 4:30 tới 6:30 để giải đáp thắc mắc cũng như là tham gia cùng mọi người. Dạ, vâng, em Duyên có thể là, em Duyên ơi, em có thể gửi cái thông tin qua đường link là sáng mai á, cho người thương nào có thể là muốn tham gia thì tham gia dự thính thì có thể là vào sáng mai để lắng nghe chia sẻ sáng mai là thầy sẽ giới thiệu và với cái tinh thần là chuẩn bị cho vào nhìn ăn chính thức á, thì những người tham gia dự thính thì cũng có thể tham gia được. Em gửi cái, vâng, thì thông tin mà của sáng mai thì vẫn là cái thông tin như hôm nay ạ, vẫn là cái Zoom, vẫn là cái mật khẩu như hôm nay. Rồi. Đúng rồi, yeah. Chúng ta sẽ vẫn đang dùng Zoom này với mật khẩu và đăng nhập với ID đăng nhập. Rồi, tối hôm nay rất là tuyệt vời. Không biết là có người thương nào có cao hứng để chia sẻ không ạ? Trong vòng 1 phút, tối đa là 2 phút không ạ? Con thấy rất là nhiều thông tin hay, đặc biệt là đó giống như cái sự mà vũ trụ á. Vũ trụ mới đây cũng có một số người phản đối cái nhịn ăn, đặc biệt là phản đối thì nhịn ăn rồi tấn công rừng gọi, nhưng mà hôm nay thì có thầy Vượng là coi như là người đã đưa ra cái bình phong để mà là trả lời những cái vấn đề rất là khoa học, cho nên con cũng không cần phải giải thích, không cần phải phản biện gì hết, là có người làm việc này rất là tuyệt vời. Mới đây mấy hôm là đã có người tấn công với phương pháp nhịn ăn rồi. Yeah. Rồi, rất là tuyệt vời, vũ trụ sắp xếp. Dạ, yeah. Có người thương nào không mà phát biểu không ạ? Rồi, và người thương vui lòng comment xuống ạ. Comment xuống là tối nay chúng ta cảm thấy như thế nào. Chúng ta hẹn gặp lại nhau. Còn nếu mà không có ai phát biểu thì con xin cảm ơn tất cả ha. Thứ nhất là con cảm ơn sự có mặt giao duyên của em Kim Nguyễn, rồi thầy, đặc biệt là thầy Lương Y Tiến sĩ Ngô Đức Vượng, người mà con rất là kính quý, người rất là chân tình, rất là thẳng tính, rất là tuyệt vời. Nói chung là không có bất cứ một cái nỗi sợ hãi nào. Thì đây là những cái tầng năng lượng rất là tuyệt vời để vũ trụ gắn kết và đưa cho thầy với chúng con gặp nhau. Rất là biết ơn thầy. Và bây giờ thì con cũng xin nương vào cái năng lượng này để mà mình cũng xin hồi hướng cái năng lượng này tuyệt vời này đến với tất cả cả thể
người thương của chúng ta, cả thể loài người cũng như là muôn loài được hưởng lợi lạc. Và đặc biệt là con cũng xin được hồi hướng cái năng lượng này đến cho những người đang có khổ đau, những người đang trên cái con đường mà tiền tài, danh vọng, sắc dục, những con người đang bị mơ lầm. Thì xin hãy lắng nghe cái buổi chia sẻ tối nay giống như là một cái tiếng chuông tỉnh thức để quý vị có cơ hội được trở về với chính mình, trở về với cái ngôi nhà tự thân và được là chính mình, được sống trong cái sự an lạc của tự thân, cái niềm vui khỏe của từng người tế bào trong cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt rằng là chúng ta hãy cùng chung tay với nhau lan tỏa cái điều này đến tất cả mọi người. Và cũng xin gửi cái năng lượng này đến tất cả những người đang bất an trong vùng dịch, đang bất an trong những nơi chiến tranh, những nơi đói khổ, để rồi được nương vào cái năng lượng bình an này cho quý vị đỡ tỉnh thức, hoặc là có thể quý vị rời bỏ cái thân xác này ra đi một cách nhẹ nhàng. Thân xác này không phải là mình, cho nên mình cũng đừng có bám víu vào nó. Mình làm hết tất cả mọi thứ mà cũng không có làm gì hết. Mình không là ai cả, và nhưng mà mình là tất cả. Mình có mặt trong tất cả mọi người và muôn loài. Dạ, xin biết ơn. Rồi, chúng ta hãy comment với nhau. Chúng ta hãy comment xuống, nói lời biết ơn, cảm nhận tối nay. Và chúng ta xin chào tạm biệt ha. Em nghĩ là bây giờ chúng ta tạm biệt nhau ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi sáng ngày mai, vào lúc 4 giờ rưỡi sáng nhé các anh chị. Nhà mình có ai chụp ảnh kỷ niệm không? Chụp ảnh kỷ niệm lâu đài. Cười tươi đi ạ, em sẽ chụp hình ạ. Tối hôm nay chúng ta là có đó gần 300 người ở trong Zoom, và cũng là hơn 500 người xem ở bên ngoài xem trực tiếp. Rất là tuyệt vời. Rất là lợi lạc. Hãy mở camera lên và cười thật là tươi nha. Hôm nay bác sĩ Hưng nè. Hôm nay con thấy bác sĩ Hưng rồi bác Chính rồi mọi người rất là tuyệt vời ha. Rồi ai cũng cảm thấy vui hạnh phúc hết. Có thêm năng lượng, có thêm cái sự niềm tin, có thêm những cái điều tuyệt vời để chúng ta tiếp tục. Hẹn gặp lại cả nhà ngày sáng mai ạ. Vậy thầy kết thúc Zoom đi ạ.